Thưa đại chúng, bữa nay chúng ta cùng nhau giải quyết cho nó xong, giải quyết cho nó xong cái bài kinh chánh chánh xuất. OK. Đây tôi không thấy bài đấy, tôi không thấy bài nên tự tôi phải đánh, giờ phải tự tôi để tự tôi làm gọn cái bản dịch này, tự làm gọn này. Ngày hôm qua chúng tôi nhớ rằng có giảng cái chỗ này. Cái lòng tin ở đây đó là phải là cái niềm tin nơi Đức Phật, mà niềm tin đó đó, niềm tin nơi nơi Tam Bảo, niềm tin Tam Bảo nói chung, nhưng mà niềm tin đó đó là phải đến được từ cái từ cái sự thân chứng, từ cái sự thể nghiệm của, từ sự thân chứng, từ sự thể nghiệm, nó không phải vay mượn từ người khác, không phải vay mượn từ người khác. Thì cái vay mượn ở đây ấy, không vay mượn từ người khác. Cái gọi là prajñāvirahitā, cái này không có vay mượn từ người hay là ngoại vật. Thí dụ như mình thấy người ta tin ông tà ông táo, người ta tin bà chúa xứ bà thiên hậu gì đó, là nó vì một á, một buổi một á là ngẫu nhiên mà ta cầu nguyện rồi nó được linh ứng, từ đó người ta tin. Rồi cũng có trường hợp là do cái tiếng đồn, cái tiếng đồn đãi trong thiên hạ là nó ở cái đó nó linh thì mình cũng chạy theo. Thì trong trường hợp đó nó là mình tin do người hay là do vật là vậy đó, và mình thấy có cái hiện tượng như là lạ lạ đó, cái mình tin theo. Thì ở trường hợp ở đây gọi là prajñāvirahitā, có nghĩa là cái niềm tin đó, đó nó không có phải do cái sự vay mượn từ người hay là ngoại vật. Cái này rất là quan trọng, cái này rất là quan trọng, là bởi vì mình đến với đạo mà dễ quá đó, thì mai này mình cũng bỏ đạo dễ, bỏ đạo dễ. Rồi cái thứ hai nữa đó là cái nghe pháp. Cái nghe pháp ở đây đó, cái bài kinh này giảng rằng cái điều kiện mà để một vị tỳ kheo, cái điều kiện để một vị tỳ kheo có thể sống gọi là thanh thản tự tại, thông dong du hành với cuộc đời đó, thì cái thứ nhất là vị này, bản thân vị này phải là người có cái niềm tin. Mà cái niềm tin này đó, trong đây nói rõ là niềm tin này là phải là tối thiểu từ cái vị Anna, vị tu đầu quần trở lên. Từ quần. Rồi thứ hai nghe pháp là sao? Hôm qua tôi không có nói nhiều chỗ này. Cái nghe pháp mình như theo tôi nhận xét á, hả? Theo tôi nhận xét đó, thì cứ 10 người hôm nay mà ngồi xuống nghe pháp đó, thì theo tôi nhận xét á, thì chỉ có khoảng một hai người là nghe pháp đúng mức, đúng tiêu chuẩn mà thôi. Họ nghe pháp là vì thứ nhất là họ nghe pháp để giải nghi, có nghĩa là làm tan đi những cái nghi ngờ đã có, những điều mà mình thứ nhất nói cho nó dễ nhớ là củng cố bổ sung thêm những cái gì vào cho cái điều đã biết, mình củng cố bổ sung điều đã biết, và mình làm mình học thêm những cái điều mà mình chưa biết. Đó cái là cái cách học như vậy đó, thì nó ít có. Mà thông thường thì mình cứ đi chùa thì mình cứ trong chùa người ta có cái tiết mục gì thì mình giữ cái tiết mục đó. Ví dụ như người ta chiêm bái xá lợi thì mình cũng chiêm bái xá lợi, rồi người ta đội y đi vòng vòng, vòng chánh điện thì mình cũng đội y đi theo, rồi người ta tụng kinh thì mình cũng tụng theo, rồi người ta trai tăng mình cũng trai tăng, rồi người ta nghe pháp thì mình cũng ngồi lên mình nghe pháp, mà nhiều khi mình ngáp lên ngáp xuống mình chờ cho nó xong để mình đi ra khỏi chánh điện, ví dụ như vậy. Mà theo tôi biết thì trường hợp này có rất là nhiều cái người mà nghe pháp thật sự mà coi như là
một cái cơ hội để mà tiếp nhận thêm những cái nguồn năng lượng cho trí tuệ đó, thì cái người đó không có nhiều, mà toàn là đi nghe pháp là do cái hoàn cảnh nó đẩy đưa thôi. Cho nên ở đây mới xài cái chữ là paramatthika sutta. Cái này nó quan trọng, paramatthika sutta. Lắng nghe để hiểu được rốt ráo cái lý pháp và lắng nghe vì hướng đến lý tưởng. Đấy, đó. Nên nhớ cái đức tin đó, mình nhớ một chữ cốt lõi thôi. Đức tin đó là parapaccha. Cái đức tin nó phải là đức tin không có vay mượn từ người ngoại vật. Còn cái nghe pháp đây phải là paramattha sutta, có nghĩa là lắng nghe để hiểu được rốt ráo cái lý pháp và lắng nghe về hướng đến cái lý tưởng giải thoát, thì gọi là paramattha sutta. Còn nếu như mà mình ngồi nghe pháp mà không có được hai cái này nè, thì cái đó cái kiểu nghe pháp đó nó phải xét lại nha. Và sao tôi nói hoài mà sao tôi lấy làm lạ, tức là do tôi không có đủ cái, tôi không có đủ cái lực để mà tác động thiên hạ, hay là do thiên hạ họ vô phúc tôi không biết, mà tôi cứ nói mà tôi thấy họ tức tới rồi. Tôi cứ nói hoài một chuyện đó là mình có dễ vui cách mấy đi nữa, mình dễ vui cách mấy đi nữa, mình cũng phải nhớ là mình trước sau mình cũng phải chết hết. Mình chết rồi đi về đâu mình không chắc. Điểm đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nó nếu mà không học Phật pháp á, thì mình biết đường đâu mà mình sống, biết đường đâu mà hành động. Đâu phải là mình quen với cái ông sư A, ông sư B rồi ông mấy vị đó dạy cho mình ba mớ mà làm phước đi con, lạy Phật đi con, làm công quả đi con, cái bao nhiêu nó đủ hay sao? Lâu lâu nghe cà chớp ba thứ ba chớp ba nhán ba thứ này chút kia chút như vậy rồi cái mình thấy thỏa mãn. Và trường hợp đó tôi đã gặp ở bên nước ngoài chứ không phải là trong trong nước không đâu. Đó, ở hải ngoại trường hợp đó rất là nhiều. Và nếu nó một cách tàn nhẫn ấy, nó một cách phũ phàng bẻ bàng nhất, cái chỗ này trước khi nói tôi cũng sám hối những vị không có ý xấu nha, tôi sám hối trước những vị không có ý xấu. Thì tôi thấy dường như tăng ni có cái ý là bỏ ngỏ, là buông trôi, là thả nổi cái vấn đề giáo lý cho cư sĩ, nếu tôi không lầm mà tôi nhận xét như vậy. Các vị không có quan tâm lắm cái chuyện cư sĩ họ hiểu cái gì, họ tin cái gì, cái đó quan trọng, miễn là họ tin mình rồi họ cúng chùa là được rồi, theo tôi hiểu là như vậy. Mà nếu mình là người cư sĩ thì mình biết biết thương thân chứ, hả? Mình đi cày đi bừa cũng cực lắm chứ, hả? Hoang phí cả một cái tuổi thanh xuân, hả? Đi làm để có tiền các bạn, mà cuối cùng đến được Phật pháp rồi nó chỉ biết có một chuyện thôi, đó là thờ một ông thầy nào đó, chỉ biết cúng dường, chỉ biết bố thí trong một cái nhận thức rất là nghèo nàn, rất là hạn hẹp. Đấy, thì cái đó vô cùng đáng tiếc. Phải nói như vậy. Cái đó xin lỗi, nói tôi nói cái người giận tôi chịu, chứ còn cái đó ngu thì đáng chịu. Tôi nhớ bên đây có một anh Phật tử, có lúc tôi nói cái câu này đó thì anh có vẻ anh sốc, nhưng mà sau đó anh nhắc hoài mấy năm trời. Anh nói có một lần sư giảng thì nói thế này, ngu cho mày chết luôn. Tôi không ngờ lúc đó tôi giảng tôi ăn hơi có một chút nóng tính, tôi nói như vậy, tôi nói ngu cho mày chết luôn. Mà không ngờ đó là về sau khi mà anh xa tôi rồi anh thấm, anh nhớ cái câu mà ngu thì cho mày chết luôn đó. Thì tôi thấy anh thấm, mà khi anh thấm rồi thì tôi không còn dịp ở gần anh nữa. Cho nên ở đây đó là tôi chỉ nhắc thì cái chữ đức tin là làm sao và nghe pháp làm sao. Rồi cái tiếp theo đó gọi là thấy được quyết định tánh. Ở trong cái tiếng Pali thì gọi là Nyayamatassi, có nghĩa là có một cái nhìn dứt khoát, không có cái nhìn ẩm, không có cái kiểu nhìn ẩm ờ, không có cái nhìn ẩm ờ. Là sao? Là vì này phải có nhìn dứt khoát là hoặc là A hoặc là B, mình đang ở trong cái rừng sinh tử, hoặc là mình tiếp tục ở lại trong rừng, hoặc là mình phải đi ra khỏi rừng. Chứ còn không có ẩm mờ thì ở đây trong đây có để nói rõ là thấy rõ cái sự nguy hiểm, thấy rõ sự nguy hiểm của sanh tử và thấy rõ sự an lạc của cứu cánh niết bàn. Bây giờ tôi
tôi nhìn vô cái iPad tôi giảng mà tôi đang nói chuyện với các vị thì lại là dùng cái máy của Phật tử tôi mượn, cho nên tôi không có copy tôi bỏ qua được nha. Thì trong đây chỉ nói như vậy thôi, không cho nên chỉ nói bây giờ thì tiếng Pali gọi là Sangsara Kamtara Mulihe Loki nhé, Dasavi Sangsara Kamtara Mulihe Loki Dasavi. Rồi cái câu thứ hai là ám, cái đó là cái câu thứ nhất Sangsara Kamtara Mulihe Loki Dasavi, có nghĩa là thấy rõ cái cõi luân hồi này nó hiểm nạn, nó đầy những hiểm nạn như là một cái sa mạc. Rồi cái câu thứ hai đó gọi là Amatapura Gaminu Sammatthaniyamma Putassavakkarasavi, tức là thấy rõ Niết bàn là mới cứu cánh bất tử và an toàn. Thì thấy rõ như vậy đó được gọi là một cái nhìn dứt khoát không ẩm mờ. Còn cái người mà quẩn quanh trong ba cõi đó thì họ nói gì thì nói sanh tử thì cho vui vậy thôi, chứ còn nếu mà trong bụng mình á thì mình thấy rằng cái chuyện mà về trời đó, chuyện mà về trời nó vẫn là một cái điều hấp dẫn. Mình thấy rằng đó là cái chuyện mà mình có được cái này cái kia trong cái thân cái trong cái kiếp người đó, thấy nó cũng là một điều hấp dẫn. Thì cái những người như vậy đó được gọi là ẩm ờ không có được một cái nhìn dứt khoát. Cái chữ Nisamadasi đây có nghĩa là một cái nhìn dứt khoát, có nghĩa là giống như một đứa bé đó, kêu nó học thì nó cũng học, nhưng mình con miệng thì đọc mà con mắt nó vẫn liếc ra cái trái bóng, nó vẫn liếc ra cái món đồ chơi mua hại cái tầm tay của nó. Thì cái đó chưa, nó chưa có được cái nhìn dứt khoát của một người người trưởng thành. Ở đây cũng vậy. Rồi tiếp theo là Wakati, xin nó Wakasari tí. Ở đây cái giải thích thế này, cái chữ quắc gá ở đây nó có nghĩa là cái quắc gá này nghĩa là group, là nhóm, là bọn. Nhưng mà trong cái thuật ngữ quắc gá thì ở đây nó có nghĩa là ám chỉ cho cái tài trong 62 cái tài kiến nha. Thì cái vị này không còn tiếp tục tài kiến nữa, không còn tiếp tục tài kiến nữa, cái vị tỳ kheo như vậy đó không còn tiếp tục tài kiến nữa thì được gọi là cái người có thể thanh thản tự tại thông dong đi du hành giữa đời mà không có bị ngăn trở gì hết. Trong khi nếu mình đọc cái bản tiếng tiếng Việt ấy, khổ một chỗ nếu mà đọc bản tiếng Việt thôi đó thì bậc hiền không phe phái, giữa rất nhiều phe phái thì chết rồi. Nếu mà chỉ đọc tiếng Việt như vậy là chết rồi nha. Cái ở đây đó là trong cái chữ Pali là Wakati Sunna Wakasari. Thiro là wise man nhé, Thiro là wise man. Còn anh đây đó là người ta là chữ này không, vậy đã chưa, dễ sợ chưa. Ở trong cái chữ quắc gắt gặp tia xuống nát quắc cái xà đi, nghĩa là không dây dưa vào các cái tài kiến thường hay là đoạn. Mà trong bản tiếng Việt mình á thì các vị thấy rõ ràng tiếng Việt mình nó thì nó lại để là bậc hiền không phe phái, giữa rất nhiều phe phái. Cái đó nó cũng là một cái vấn đề để mình xét lại nha. Rồi lô phăng đô sang bên này giáp tí khăn, có nghĩa là nhiếp phục được tham và sân. Ở đây kể phiền não có ba cái là lô phăng, lô pháp, lô sát và bát thi khác. Nhưng mà ở trong đây nó thì kể vì cái thể văn kể thì nói như vậy, nhưng thật ra thì cái đô sát và cái bát thi khác này đó là một, chỉ là cách nói nhấn mạnh đấy. Và hai chữ này nó chính là hai cái chữ này trong kinh rồi, tôi nói 350.000 lần, đó là toàn bộ cái đời sống của chúng ta, dù là một người ăn mày hay là một vị hoàng đế nhé, một tên ăn cướp hay là một vị ẩn sĩ trên núi cao nhé,
thì toàn bộ đời sống của chúng ta nó chỉ gói gọn ở trong hai cái vấn đề lớn nhất, đó là thích và ghét, đấy, trốn chạy và kiếm tìm, bất mãn và tội ý, tham và ưu. Thì tôi nhắc lại, toàn bộ đời sống của chúng ta, giàu cao sang hạ tiện, trí ngu sang hèn nam phụ lão ấu gì đi nữa, thì toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ gói gọn trong chừng đó thôi, chỉ gói gọn trong chừng đó thôi, thích và ghét, hoặc là trốn chạy cái mình ghét, hoặc là chạy theo, hoặc là kiếm tìm cái mình thích, như vậy thôi. Thì cái vị mà điều phục được hai cái chuyện thích và ghét này nè, thì được xem là cái vị có thể an lạc du hành giữa đời. Tại sao sáng nay tôi cuối tôi nói chậm, chỉ có mấy đoạn sáng nay tôi không có giảng một cái bài kinh thứ hai, mà tôi cuối tôi giảng cho nó hết cái bài kinh này. Tại sao vậy? Là vì cái tinh túy của cái bài kinh này nó nằm ở ba cái đoạn cuối, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tôi cố ý tôi lưu ý, tôi quan tâm một điều mà tôi không biết rằng trong room này có để ý đó hay không, đó là tôi muốn quý vị đọc tới đọc lui rồi nghe tới nghe lui cái bài giảng, cái phần đặc biệt lưu ý cái phần chú giải, để tìm hiểu xem tại sao cái nội dung như vậy mà lại được Đức Phật chọn để nói cho cái người, để nói cho cái người gọi là cái gì đây, nói cho cái người mà nặng về tánh tham. Thì ở đây cảm ơn thiện nhân, thì trên thiện nhân mới nhắc tôi, đưa tôi cái phần Bali rồi tôi giải thích y chang như thế, tức là cái sân này, tức là cái đô sát quý xê sát mê bê tăng ở đây, bát thí khá và đô sát là một, nhưng mà được kể thành hai là bởi vì muốn nhấn mạnh quý xê sát, quý xê là đặc biệt ấy. Để nói mình để mang cái tính cách phân phân loại đó, thì nếu một cái đặc biệt đó, tức là một cái nặng, một cái nhẹ, một cái chung và một cái riêng. Cái đô sát là cái chung, tôi phải viết cho đô sát là nói chung, và đô và cái bánh đi khá là nói riêng. Chỉ vậy thôi. Trong đây có nói là đô sát với xe sát nó mì về tăng là vậy đó, tức là hai cái đó là một, nhưng mà chỉ vì cách nói riêng thì nói như vậy. Thì tôi trở lại vấn đề này đó, tức là toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ gói gọn trong hai cái đó thôi nha, thích và ghét. Thì cái hành cái một cái vị ngũ thành thánh ấy, thì vẫn là tu tứ niệm xứ, để chi, để mình có một cái, để mình tránh được càng nhiều càng tốt cái thái độ thích và ghét, trốn chạy và kiếm tìm, cả đời sống chỉ có bao nhiêu đó thôi. Đó là mình muốn thành thánh, và khi đã là thánh rồi đó thì cũng vấn đề đó, khi thành thánh rồi đó thì vẫn tiếp tục là ngài các bậc thánh khác mình, đâu điểm là các ngài miễn nhiễm trước mọi cảnh đời, miễn nhiễm trước mọi cảnh đời. Rồi bây giờ cái tiếp theo là mới mới là mệt mỏi nè, à, đừng có ham học nhanh nha, học kỹ thì chắc ăn hơn. Cái đoạn thứ hai là thanh tịnh và chiến thắng, kéo lên màn che kính tự tại trong các pháp, đến bờ kia bất động. Thì ở đây đó mô tả những, cứ mỗi một cái đoạn kệ, tôi nói lại nha, chắc các vị phải viết cái này ra quá, ở mỗi cái đoạn kệ đó thì mô tả cái con đường mà vị tỷ kheo phải đi, cái pháp mà vị tỷ kheo phải chứng ngộ. Các vị viết ra mỗi đoạn kệ nói đến con đường vị tỷ kheo phải đi, và pháp mệt mỏi đấy phải chứng để trở thành một người tự tại du hành. Đó, chỉ vậy thôi. Tức là cái con đường phải đi, con đường phải đi và cái pháp phải chứng thì đó là một người tự tại du hành. Thì ở đây đó
Tự tại du hành, bà không được giải thích được. Tự tại du hành đây có nghĩa là vị đó có thể ở lại đâu đó và lìa bỏ nơi đó để đi về một phương phương khác. Mà dầu gì đi nữa thì tới đây Đức Phật ngày ngày dạy rằng đời sống này đó, dầu mình có ở hay là mình có đi đi nữa thì đời sống này nó là một cái dòng chảy, nó là một cái dòng chảy, mình luôn luôn bị đẩy về phía trước, ở nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nghe, ở nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng mà đặc biệt cái nghĩa du hành này nó ở được nói nhiều cho mọi người xuất gia, chỉ còn ngay cả mọi người cư sĩ đừng nghĩ rằng mình không có du hành. Du hành đây có nghĩa là mình luôn luôn bị đẩy về phía trước. Cho nên anh thầy trong kinh này nói rằng làm sao vậy để có thể chân cánh du hành ở trên đời, thì mình có thể hiểu rằng làm thế nào một người có thể sống chân cánh giữa cuộc đời. Bởi vì bản thân cái chữ sống trong cái bài kinh này nè, nó đồng nghĩa với chữ du hành nha, phải hiểu như vậy. Các ông đừng có nghĩ rằng bài kinh này là dành cho cái người, dành cho cái vị tỳ kheo mà sống dài đây mai đó, hiểu vậy là chết rồi nha. Hiểu vậy là chết rồi, bởi vì nếu mà nói, nếu mà hiểu như vậy đó, có nghĩa là bài kinh này không mắc mớ gì người cư sĩ hay sao? Các vị có nghe tôi nói kịp không? Nếu mà mình hiểu như vậy đó, nếu mình hiểu là bài kinh này nghe cái tựa mình thấy đó là chân chánh xuất gia rồi. Rồi nội dung là cứ mỗi đoạn đều kết thúc bằng cái câu là tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời cũng đã rồi, vậy là bài kinh này mắc mới gì mình phải. Thì trong cái bối cảnh đó đó thì Đức Phật ngày có vẻ như là ngày nói riêng cho cái hàng tỷ kheo, cho cái hàng xuất gia. Nhưng mà mình thử tưởng tượng đi, hả? Mình thử tưởng tượng người ta ung thư mình cũng ung thư, hả? Thì tại sao mà mình đã né cái bài thuốc của người ta làm sao? Đó, tại sao vậy? Thì khi mình đang nghe một cái ông giáo sư mà ông nói, ông nói về ông vô ông thăm nhà già đó, ở Mỹ kêu là cái nursing home, ở Việt Nam kêu là viện dưỡng lão đó. Thì mình tình cờ đứng cửa sổ mình nghe nói các cụ á, là phải ăn uống như vậy nè, phải sinh hoạt như vậy nè, phải thể dục như vậy nè, phải vệ sinh như vậy nè, cái mở miệng ra cái dưỡng các cụ hết. Cái mình đứng ở cửa sổ mình nghe thì mình nghĩ ủa mình cũng bị như vậy mà tại sao mà ông nãy giờ ông cứ nói các cụ không à, giờ chắc mình cái bệnh của mình là trị kiểu khác, nói như vậy thì không có được nha. Bây giờ ông đang ông bác sĩ ông đang nói chuyện trong nhà già thì ông phải xưng hô là các cụ nha, chứ còn mà bệnh thì cái bệnh của các cụ và bệnh của cái người đứng ngoài cửa sổ nó giống nhau mà nha. Cái điều là phải nhớ, chứ đừng có nghĩ rằng là cái bài kinh này dành cho hàng xuất gia thì không phải, không phải. Bởi vì nếu mà nói cho rốt ráo là thì hễ là phàm nhân thì dầu cho tỷ kheo, hòa thượng, phương trượng, đại sư hay là một người cư sĩ chân ướt chân ráo sơ cơ cúi đầu thì đều giống nhau, đó là điều là khách tầm luân hết nha. Là tiếp theo cái điều thứ hai đó là cái vẫn tiếp tục như cái đoạn thứ hai, vẫn tiếp tục như những đoạn trước, là Đức Phật ngày nói đến những cái điều kiện, những cái tiêu chuẩn mà một vị tỳ kheo hay là một người cầu đạo giải thoát bắt buộc phải có, đó là thanh tịnh và chiến thắng, kéo lên màn che kính, tự tại trong các pháp. Đọc tiếng Việt thì thấy nó suông thiệt ấy, nhưng mà đem dò trong bản chú giải thì thấy bản tiếng Việt này dứt khoát là có vấn đề. Thứ nhất ấy, cái thanh tịnh ở đây là gì? Cái thanh tịnh ở đây trong mình nó rõ nè, thanh tịnh và chiến thắng, sanh xuất chi nô tiết. Thì cái chữ này đó, cái chữ này nè, ở trong trong tiếng Việt Nam mà nó thường thấy thanh tịnh và chiến thắng, mình tưởng là hai cái từ, hai cái vấn đề, hai cái việc khác nhau, nhưng mà trong bản Pali đấy thì lại để thành một, để thành một sanh xuất tachino, tức là chiến thắng một cách thanh tịnh. Là vì sao? Vì rõ ràng nó có một cái những cái chiến thắng không có thanh tịnh, những chiến thắng mà nó không có mắc mớ gì đến cái chuyện tâm linh, không có mắc mớ gì đến cái chuyện giải thoát, thì những cái chiến thắng đó không được gọi là chiến thắng thanh tịnh. Là vì sao? Vì cái động cơ tâm lý mà dẫn đến cái chiến thắng đó là toàn là phiền não không, chỉ riêng trong chuyện tu hành, chỉ riêng trong cái chuyện mà điều phục phiền não đó, thì cái sự chiến thắng đó, đó nó có được từ cái động cơ thiện pháp, và bản thân nó cũng là thiện pháp. Chỉ có sự chiến thắng trong cái đường tu hành, chỉ có sự chiến thắng phiền não trong cái lý tưởng tâm linh ấy, thì sự chiến thắng đó mới được gọi là sự chiến thắng thanh tịnh. Như trong kinh mình có nói cái câu là dầu thắng thắng người trong trận muôn nơi, núi cao chồng chất xương phơi chiến trường, thắng mình lồng ngát hoa hương, vẻ vang dũng tướng mười phương không bằng. Cái thắng đó mình chặt đầu 1.000 viên tướng ngoài trận, nó vẫn không bằng cái chuyện mình tự vượt qua chính mình tự chiến thắng lấy mình tự điều phục lấy mình, cái đó mới khó nha. Và cái sự chiến thắng đó mình được gọi là sự chiến thắng thanh tịnh. Là vì sao? Là vì ngay khi mà mình
xác nhận rằng mình đã là người thắng đó, thì lúc đó mình không còn cái phiền não nào hết, thì chiến thắng đó mới được gọi là chiến thắng thanh tịnh. Ở đây phải dịch chung nha, chiến thắng thanh tịnh. Rồi quý vô tất shadow, ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái shadow ở đây là cái bức màn che, cái gì mà nó che khuất shadow. Vật che kính hay là án ngữ hay là làm khuất mắt. Đấy, chữ shadow có nghĩa là vậy đó. Chữ shadow nó có nghĩa là vậy. Mà quý hoặc tách shadow nó là một cái thuật ngữ nha. Đây là một thuật ngữ. Đây là một thuật ngữ thường thấy trong kinh điển Pali. Thì nhớ cái chữ này, cái chữ này là nếu mà ai mà thấy già gần chết rồi thì thôi nha, tôi không có đụng đến người đó. Nhưng mà nếu cảm thấy mình còn trẻ đó nha, nếu thấy mình còn trẻ đó, mình còn có cái nhu cầu mà tìm hiểu kinh điển Pali đó, thì cái chữ nào mà tôi nói đây là thuật ngữ thường thấy nha, là làm ơn nhớ giùm. Có vị sẽ hỏi tôi vậy chứ nó nằm ở đâu? Đây thì tôi nói nó nằm ở trong đây, đó là chẳng hạn như chẳng hạn thôi nha, chẳng hạn, chẳng hạn như trong bài bài gì, bài tướng kinh, chẳng hạn như trong bài tướng kinh đây, chẳng hạn như trong bài tướng kinh có nhắc cái này, người hội đủ 32 cái tướng này nè, nếu ở ngoài thế gian sẽ là vị chuyển luân vương cai trị đến tận hải biên, tức là tận đến bờ biển ấy. Và nếu đi xuất gia sẽ trở thành một bậc đại giác. Vén lên những cái tấm màn che cho mình và cho đời, thì cái ngay cái chỗ đó đó người ta dùng cái chữ gọi là quý và tách xa đá, quý và tách chia đấy, nghe quý tách, quý và tách xa đá. Danh cái chữ thì là chữ rất là nổi tiếng, một cái chữ rất là nổi tiếng ở trong cái kinh điển Pali, nhưng mà nói cho vui vẻ thôi. Chứ còn cái người Việt Nam mình đó thì cái lớp này buổi đầu á, tôi không nghĩ là bà con vô đông như vậy. Thì buổi đầu đó, tôi chỉ có đây lớp này mình chỉ cần 5 người, mà cách đây mới cách đây mấy giờ đồng hồ thôi, đêm nay tôi không có ngủ. Tôi có một suy nghĩ thế này, chứ phải đó mà trong room này có nữ thì chắc không, mình không, thứ nhất người già là coi như tôi không nhắc tới, người nữ tôi cũng không có nhắc tới, người bệnh tôi cũng không có nhắc tới. Tôi chỉ hy vọng trong đây có một số thiện nam mà nếu mà có khả năng ấy, mà đi xuất gia được ấy, thì chỉ làm một việc thôi, đừng có ham làm trụ trì, làm pháp sư gì hết, chỉ làm một việc thôi, tức là chia nhau mỗi người một bộ kinh, chia nhau mỗi người một bộ kinh rồi chú thích chữ khó thôi, không có cần dịch, không có cần dịch thành sách, không có cần nha, không có cần dịch thành sách, mà mình làm theo cái cách của các vị sư người Âu Mỹ đó, có nghĩa là mình chọn ra một cái bản dịch, nếu mình có ngon đó, thì mình dịch, còn nếu mình không có dịch được ấy, thì tối thiểu đó nha, tối thiểu đó mình làm một cái nốt, cái là mỗi bài kinh vậy mình chỉ đánh, mình chỉ ghi chú những cái chữ khó thôi nha, mình chỉ ghi chú những chữ khó thôi, thì như vậy thì coi như là đã giúp cho thiên hạ rất là nhiều. Bởi vì tôi ngồi tôi cứ nghĩ hoài, chỉ riêng cái tăng chi đó là 9.000 mấy trăm bài kinh, chỉ riêng cái tương ưng bộ kinh đó là 7.000 mấy trăm bài kinh, thì thử hỏi chừng đó là tôi làm không xuể rồi. Với cái sức của tôi thì tôi làm cái gì mà đụng chạm tới bút mực, ngay cả cái chuyện mà cầm mấy cái micro mà thuyết giảng đó, thì tôi nghĩ tối đa nó là tới 5 năm, tôi 50 tuổi thôi, năm nay tôi đã 46 rồi, tôi chỉ còn có 4 năm nữa thôi, chỉ có 4 năm nữa tôi không có tiếp tục làm nữa. Cho nên nếu mà bà con chia nhau một người một bộ đó, thì tôi nghĩ rằng Phật pháp được nhờ cậy rất nhiều, và chúng sanh đúng là ân thêm lợi lạc. Chứ còn mà riêng phần tôi thì tôi thấy là không không xảy ra, bởi vì 7.000 mấy trăm bài của tương ưng ấy, mà nếu mà một năm mà tôi làm 600 bài đấy, một năm mà 600 bài đấy, thì bà con tưởng tượng đi, xin lỗi chứ 700 cho một năm, 700 thì dễ làm toán nha, một năm mà 700 bài đó, thì như vậy thì một bài mà tương ưng một kinh là 7.000 mấy trăm, tôi chỉ lấy 7.000 cho nó dễ, nhưng một năm mà 700 bài thì 10 năm mới hết được cái tương ưng bộ kinh đó.
mà thay vì mình cứ lăn xăng làm ơn giúp giùm nó, rồi đó là mới tương ưng bộ kinh đó, tương ưng bộ kinh là 7.700 bài, còn tăng chi là 9.700 bài thì làm sao mà chịu nổi đây. Ok, xin cảm ơn rất là nhiều nha. Cho nên tiếp theo là mình ghi chú thêm, kéo lên màn che kính là như vậy đó, có nghĩa là trong đây mới ghi rõ màn che kính đây là gì, là tham sân và si. Tham á, cái mình nó mình thích quá, nó cũng là một cái tấm màn che, cái thích cái mình thích nó cũng tự thân, nó cũng là tấm màn che. Các vị còn nhớ cái chuyện mà tôi nhớ tôi từng kể chuyện mà một cái buổi trưa hè nắng nắng nóng, ông vua ông ngồi ở trong cái trong cung điện. Ngày xưa không có máy lạnh, không có quạt máy như mình bây giờ, thì ông thấy có một cái anh nhà nghèo, mà anh đi ngoài đường mà mặt mày anh vui vẻ hí hửng lắm, mà thôi tóc tai thì bù xù mình mấy thì tôi sình đất ướt nhem vậy đó, mà mặt mẹ mày thì rất là vui vẻ. Thì ông vua ngạc nhiên lắm, ông thấy trời ơi sao mà nóng quá trời, nó nóng như vậy, mình ngồi trong đây có kẻ hầu người hạ mà mình còn cười nữa, mà sao có thằng này nó khùng hay sao mà nó đi mình cái mặt nó đã đời quá. Mới kêu lính đem cái anh chàng thanh niên đó vô, ông hỏi gì chứ chẳng mấy trong đây chẳng thấy nóng quá, chịu nổi ông Khanh, mà đi ngoài đường thấy cái mặt vui vẻ vừa đi vừa quýt sáo như vậy là vì lý do nào? Cái nói dạ tâu người hạ với hạ thần, nhà nghèo không có miếng đất cắm dùi, nó cứ ăn rồi đi làm thuê cho người ta thôi. Để dành tiền để lấy vợ, mà vừa rồi thì hạ thần gom hết tiền bạc lại đi làm gánh gánh nước thuê dành ta đấy, gom được đổi ra được một đồng vàng đang cất rồi chôn trong chỗ khuất cất ở đó để gom đủ đủ rồi đi lấy vợ. Thì vua nghe em thương quá, em nói nếu giờ ta cho ngươi 100 đồng ngươi chắc ngươi vui lắm. Dạ 100 đồng được vui lắm. Còn nếu mà giờ ta cho ngươi làm vua nữa, một nửa của quốc gia chắc ngươi vui lắm. Dạ vui lắm. Trong vua nó nước, đất nước này nè, nó có sông, có biển, có ao, có hồ. Nếu mà ta cho Khanh lựa một nửa đất nước làm vua chung với ta cho vui đó, thì Khanh sẽ lấy thích thế nào? Thích được biển, thích hồ, thích núi, thích ruộng. Cái anh thanh niên gãi gãi đầu, anh nói dạ thần này không có giỏi địa lý lắm, nên thần không biết cái vùng đất nào là núi là biển là thần không có rành, mà thần chỉ xin là nếu mà cho chia đôi đất nước thì thần xin cái phần nào mà nó có chôn một chôn cái đồng vàng của thần. Biết các vị có nghe rõ không? Tức là ổng nghèo quá thì ổng quý đồng vàng đó, quý đến mức mà khi ông vua ổng nói nếu mà bây giờ mà tẩm cho Khanh một nửa, cho Khanh một nửa cái vương quốc, một nửa đất nước với cai trị thì Khanh lấy phần nào, thì anh vẫn nói là cho xin một nửa, nếu mà cho một nửa thì Khanh xin nhận cái, thì hạ thần xin nhận cái phần nào mà nó nằm bên cái phía mà chôn cái đồng vàng hồi nãy đó. Tại sao tôi đem kể câu chuyện đó đi, tôi muốn nói rằng khi mình thích cái gì quá đó thì chính cái nó ám mình. Mình thích cái gì quá nó ám mình, nó ám mình. Tôi nhớ là Nguyễn Bính có câu thơ mà ông kể một cái thời thời mới lớn đó, trong làng có một cô gái mà ông cứ luôn luôn tìm dịp để ông đi ngang nhà đó. Tôi nhớ bằng máng giữa hai câu thôi là lối này lắm bưởi nhiều hoa, đi vòng để được qua nhà đấy thôi. Thì cái dòng luân hồi nó như vậy đó, tham nó được gọi là một bức màn che, là vì sao, là vì chính nó cản hết, nó che hết cái gì mình thích rồi đó, thì nó che hết, nó không cho mình thấy gì hết, nó chỉ cho mình thấy một mình cái thứ đó thôi. Thì cái đêm thứ nhất là tâm tham nó là một thứ màn che, tâm sân cũng vậy. Người ông bà nói là giận quá mất khôn, khi mình giận quá tự nhiên mình có những cái hành xử, mình có những cái phản ứng tâm lý, có những cái kiểu hành xử xuất xử rất là bậy bạ, rất là nông cạn, rất là thiển cận, nhưng mà sau này hối không kịp. Đó là sân nó mà màn che. Còn cái si thì tôi gọi khỏi giải thích rồi. Si thì tức nghĩa là cái si phóng dật thì nó làm cho cái tâm mình nó lăn xăng, nó không có thấy gì hết. Còn cái si hoài nghi thì làm sự hoang mang, sự ngờ vực, sự nghi hoặc này, để cũng che cho mình thấy. Đấy. Bây giờ cái tiếp theo là mình tiếp theo đó là một cái đoạn nữa. Đó là tự tại trong các pháp, cái này nó mới phê này. Cái tự tại trong các pháp đây là sao? Ở đây có nghĩa là cha tu sách cái thầm mê sư quá sức tổ đấy, cái chữ này nó mới phê này, này. Tự tại được các pháp ở đây nó rõ như thế này, có nghĩa là
này mới giải thích cái này là mới mệt rồi chứ, giải thích gì là mới mệt nè. Tôi xin hỏi trong cái room này có ai, có ai mà biết cái bài kinh Châu Báu hay không? Có vị cư sĩ nào đây biết bài kinh Châu Báu không? Rồi, ok. Ở trong đó nó có một cái đoạn mà lát nữa khi mà tôi ngưng buổi giảng thì quý vị chịu khó mở ra coi, còn không nếu ngay bây giờ tôi nói thì kệ tôi, quý vị cứ vô lục trong đó nó có câu là giá thân đắc khi lô bất thủy, tức là dầu giống như một cái cột, cũng cái cừ hay là cái cột mà người ta chôn sâu dưới đất ấy, thì gió dầu gió bão bốn phương mà đổ về thì cái cây cột hay là cái cây cừ hay là cái cọc hay là cái trụ đó, đó nó không có nhúc nhích nha. Cái gió nó thổi cái gì, giờ thổi, nó thổi nhà, nó thổi rừng, nó thổi ghe tàu xe cộ gì thổi, chứ một cái cây cừ đã đóng ghim sâu cắm chặt trong lòng đất thì gió nó không có làm lay động được. Điều đó như thế nào thì cái nhận thức và cái niềm tin của vị Tu Đà Hoàn ấy cũng là vậy đó. Tức là không, trong đây có nói rõ cái này, trong đây có nói rõ một cái chỗ đó là cái tự tại trong các pháp ở đây là gì nhỉ? Tham mê suvasi có nghĩa là tự tại trong các pháp, ở đây có nghĩa là sao, có nghĩa là tự tại ở trong cái nhận thức về bốn đế đấy, tự tại trong nhận thức về bốn đế có nghĩa là sao, có nghĩa là không vì một cái chuyện gì đó mà làm mình thay đổi nhận thức nhẹ, không vì một chuyện gì đó mà thay đổi nhận thức, có nghĩa là sao, luôn luôn thấy rõ rằng mọi hiện hữu là khổ, đó là nhận thức thứ nhất, nhận thức về khổ đế, luôn luôn thấy rõ rằng sáu ái có nghĩa là cái thích ở trong sắc thinh khí vị sống đó, luôn luôn thấy rõ rằng sáu ái nó là cái nguyên nhân dẫn đến mọi hiện hữu, đó là cái nhận thức thứ hai về tập đế. Thứ ba, luôn luôn tin chắc và thấy rõ rằng diệt đế chính là sự vắng mặt của khổ và tập. Cái thứ tư, luôn luôn thấy rõ và tin chắc rằng bát chánh đạo chính là con đường dẫn lên niết bàn. Đó, luôn luôn thấy rõ và tin chắc như vậy. Chứ không phải như mình thì nói gì thì nói, chứ tôi cũng đã có dịp nhìn thấy chứ phải không? Tức là có những vị sư hoàn tục rồi, lo vợ lo con, cũng thành ra một con người khác. Nói gì là cư sĩ? Nói là học đạo cũng biết tứ diệu đế, cũng biết niết bàn, cũng biết bát chánh đạo, cũng biết cái này cái kia, cũng tạm quý, cũng tâm từ, tham nhẫn, hành xả, trí tuệ, thiền định, tùm lum tà la. Nhưng mà khi mà nó qua cái đâu nó qua khỏi cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó rồi thì cái nhận thức của chúng ta về Phật pháp coi như là nó lật ngược 180 nha. Nhưng mà riêng cái vị mà Tu Đà Hoàn, cái nhận thức của vị đó về tứ diệu đế dứt khoát không thay đổi, dứt khoát. Câu giống mình tạm ví dụ cũng giống như cái nhận thức rằng đây là mẹ tôi, đây là cha tôi, cha tôi là chồng của mẹ tôi, và mẹ tôi là người đã cưu mang tôi 9 tháng 10 ngày trong bụng trước khi mà tôi chào đời, thì cái nhận thức này dứt khoát nó không thay đổi, trừ khi mình bị khùng thôi nha. Chứ còn nếu mình không có bị khùng thì trên 18 tuổi bắt buộc mình phải hiểu được đó, cha tôi tức là chồng của mẹ tôi, mà mẹ tôi là người cưu mang tôi, và tôi là con của hai người đó. Thì cái vị Tu Đà Hoàn cũng vậy, vị Tu Đà Hoàn dầu có trời có sập xuống, dầu có đem đốt ra tro thì vị Tu Đà Hoàn vẫn cứ phải nhận thức như vậy, vẫn cứ phải nhận thức luôn luôn như vậy. Thì cái nhận thức đó đó được gọi là tự tại trong các pháp, mà các pháp đây chính là bốn đế nha. Sở dĩ mà tôi đánh một cái vòng lớn như vậy là bởi vì tôi muốn nhấn mạnh một điều là chúng ta phải có một lúc ngồi lại để nhìn lại, ngồi lại để nhìn lại cái nhận thức của mình về Phật pháp, cái niềm tin của mình về Phật pháp. Bởi vì phải nói cho tới nơi tới chốn một chút, đó là có rất là nhiều Phật tử cứ nghĩ rằng Phật pháp là cái gì đó biết được thì tốt. Hôm nay trong cái bài giảng này tôi xác nhận một lần nữa, bất cứ ai mà nghĩ như vậy thì chúng ta phải thành thật chia buồn cùng người đó. Bởi vì Phật pháp không phải là cái mà biết được thì tốt, mà anh bắt buộc phải biết, cho dù anh đó là một cái người cơ đốc giáo đi nữa nha. Tôi biết tôi nói cái điều này nghe rất là kỳ,
nhưng phải nói là nếu anh là một người có tôn giáo thì, mà nếu anh có sự thao thức, có một sự trăn trở về bản thân, về cuộc đời, về thế giới thì bắt buộc anh phải đi tìm hiểu về tìm hiểu Phật pháp. Mà Phật pháp không phải là cái biết được thì tốt, mà nó là cái phải biết mới làm cho mình hết khổ nha. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, cảm ơn. Tấp thu mang sắp của Đức Sang Qua Đàm, ý ta nói là cái bậc chân nhân nó giống y hệt như là mấy cái cột cái gì đó. Vô ở giá sát cha này quét cho bác sạch, cái người mà thấy được bốn đế là thấy bằng cái nhìn bất động, một cái nhìn không có mà lay động, không có không có vì một lý do nào mà thay đổi cái nhận thức về bốn đế nha. Và chính Đức Phật trong một cái bài kinh trong Tương Ưng Nhờ Giải thế này, ngay cả tỳ kheo ngay đến thuyết về bốn đế, đến cả Như Lai cũng không thể nói khác đi được. Tức là trình bày cách chi gì đi nữa thì cũng vẫn phải là khổ tập diệt đạo. Và có một lần ngài ngã dạy thế này, này các tỳ kheo, trong tấm thân một sải tay này ta chỉ nói có hai vấn đề thôi, đó là khổ và con đường diệt khổ. Ngày xưa tôi đọc cái câu kinh đó, tôi thấy đó là một trong những câu kinh mà khô khan mà khó hiểu và huề vốn nhất, nhưng mà bây giờ già tôi thấm vô cùng cái câu đó. Và cái câu đó tôi cho rằng cái câu đó nó hay đến mức mà mình có thể gọi là kệ pháp thân đấy. Có nghĩa là cái lời kệ, cái hai cái câu mà bài kệ pháp thân, nghĩa là cái câu kinh nó đáng để mà mình xăm lên trán, đáng để mà mình khắc lên đá, đáng để mình in lên vàng lên ngọc. Này các tỳ kheo, trong tấm thân một sải tay này ta chỉ nói đến hai vấn đề thôi, đó là khổ và con đường diệt khổ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bất cứ khi nào mà Thế Tôn giảng pháp là chỉ nói đến một tinh thần duy nhất, đó là sự tu tập Bát Chánh Đạo, con đường thoát khổ. Và bất cứ cái gì mà Thế Tôn nói mà nó không nằm ở trong con đường Bát Chánh Đạo thì rõ ràng rằng thì là lúc đó Đức Phật đang nói đến cái sự khổ. Dầu ngài đang nói về cõi trời, ngài nói về cái quả vị chuyển luân thánh vương đế thích phạm thiên, dầu ngài nói đến hạnh phúc của thế gian, quả báo của bố thí trì giới, ngài nói gì đi nữa mà chỉ cần cái đề tài đó không phải là Bát Chánh Đạo thì phải là đề tài nó nói về khổ. Có nghĩa là hoặc là nói về khổ cho người ta sợ, hoặc là người nói về con đường thoát khổ cho người ta tu. Cho nên ở trong kinh Diễn Pháp Luân nói rằng, đối với kinh Diễn Pháp Luân có hai thứ nhận thức, xin lỗi, có bốn thứ nhận thức: tri khổ, từ tập, chứng diệt và hành đạo. Đó là bốn cái chuyện mà mình phải làm đối với tứ trụ đế. Tri khổ là sao? Phải biết rõ rằng mọi hiện hữu là khổ, đó là cái chuyện thứ nhất mình phải làm. Có nghĩa là nhìn đâu cũng thấy khổ hết. Vì sao? Vì hôm qua tôi đã nói rồi, khổ có ba, đó là khổ khổ sự có mặt của đau khổ. Thứ hai đó là hoại khổ, sự vắng mặt của hạnh phúc. Thứ ba đó là hành khổ. Hành khổ là cái bản chất lệ thuộc các duyên mà có. Thì cái thứ ba này là cái mà một người Phật tử mà lơ tơ mơ không có cách chi mà hiểu được cái thứ ba này. Thường là mình chỉ sợ có cái khổ đầu tiên thôi. Khổ khổ là sự có mặt của đau khổ là sao? Là mình bị đau đớn, buồn khổ về thân, về tâm. À, thì cái đó là khổ thiệt đó. Nhưng mà tới cái khổ thứ hai là bắt đầu nó đối với mình nó hơi mơ hồ rồi. Có nghĩa là cái sự vắng mặt của hạnh phúc. Tôi dùng cái ví dụ rất là dễ hiểu, có nghĩa là bây giờ mình có cái nhu cầu gì đó mà nhu cầu nó được giải quyết, cái là mình thấy hạnh phúc. Và khi mà cái sự thỏa mãn đó nó không còn tiếp tục tồn tại nữa. Thí dụ như mình nực quá, mình cần mở cái quạt, mở máy lạnh mà tự nhiên cái là điện nó cấp, thì cái mát mẻ hồi nãy đó, cái dễ chịu hồi nãy nó bây giờ nó đột ngột nó không còn nữa, thì trong trường hợp này được gọi là hoại khổ, sự biến mất của và hạnh phúc. Và cái thứ ba đó là sự lệ thuộc các duyên. Cái này mới là mình thấy nó hồi nhỏ đó thì mình bị đánh nè, mình khóc, mình bị la, mình khóc đấy, rồi mình ăn cay mình khóc, mình bị đứt tay phỏng lửa mình khóc đấy,
rồi mình lớn lên một chút đó, thì cái tuổi thanh niên sung sức đó, thì khi mình bị vấp ngã mà bị say sát trên đường đời đó, thì những lúc đó mình thấy buồn, thấy khổ, thấy chán đời. Nhưng mà đến tuổi già đó thì nó lại khác. Tuổi già người ta thấm đòn quá nhiều rồi, cái chán của người già, nó cái bất mãn người già nó không giống như của con nít hoặc là của tuổi 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 thanh niên trung niên, mà cái tuổi lão niên người ta có những thấm chí rất là già dặn. Khi mà người ta nhìn thấy mà đờn ca hát sướng, không phải là vì vấn đề họ họ bệnh họ già, không phải, mà họ đã thấm cái giờ cũng trải qua hết. Tôi ví dụ, tôi không đừng nói người già, nói riêng tôi đó, tôi có những lần tôi coi phim đó, phim tàu, phim đại hàng đó, mà tôi thấy những cái cuộc mà bi hoan tan hợp nè, là chàng với nàng hoặc là cả một cái gia đình ly tán, rồi cuối cùng may mắn cái đoàn viên hội ngộ gặp nhau, thôi tay bắt mặt mừng vui vẻ quá sức, rồi tay trong tay rồi dìu nhau đưa về hướng mặt trời mọc, mình thấy đã thiệt. Nhưng mà đó là nhiều năm về trước. Chứ đối với tôi bây giờ đó, cái người mà đang nói chuyện cùng quý vị đây, đối với tôi bây giờ, bất cứ một cái cách nào của phim mà có hậu đó là tôi đều thấy nó vô duyên. Là vì sao? Tôi ví dụ, chàng nàng trải qua biết bao nhiêu là gian lao khổ cực, kể cả cái chết, để rồi gặp nhau và liếc sơ qua thì thấy rằng đời này họ không thể sang cho được nữa. Nhưng mà đó là con nít mới nghĩ như vậy nghe. Chàng dám vì nàng mà đi vào chỗ dầu sôi lửa bỏng, mà nàng dám vì chàng uống cả một cái chai thuốc 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 này, mình tưởng là tình yêu đó sẽ vĩnh cửu, xài bét. 3 tháng sau kẻ thứ ba nó chen vô thì cuộc tình cỡ nào nó cũng tiêu tùng hết nha. Cho nên bất cứ một cái phim nào mà nó kết có hậu đó, là đối với riêng tôi bây giờ ở tuổi này 46 tuổi, 40 năm lưu lạc giữa đời, đối với tôi đó là một cái thứ phù phiếm tào lao và cái đó khó tin lắm. May là tôi không phải là thánh, cũng không phải là hành giả nha. Những cái nhìn của một bậc thánh đó, nó còn kinh hoàng cỡ nào nữa. Các nhà thấy cái khổ khổ là đã đành rồi, thấy cái hoại khổ đã đành rồi, mà đến cả một cái gì mà lệ thuộc các duyên nó, các ngày cũng làm cho cái ngày chát. Giống như tôi bây giờ tôi thấy cái phim này nó kết có hậu tôi cũng nản nữa, mà tôi biết cái đó là xạo nha. Ok, cái phim mà kết có hậu là thấy xạo rồi, tại mình nói xạo là nó hơi hơi tàn nhẫn, nhưng mà mình biết là cái hậu này nè nó ngắn lắm, cái cuộc tình đó nó chỉ cần kéo dài 3 tháng là 3 năm đó là nó tiêu tùng. Ok, cho nên cái chữ tự tại trong các pháp ở đây có nghĩa là tự tại trong bốn đế, là có nghĩa là cái nhận thức đó không vì một lý do ngoại nhân, ngoại vật, ngoại lực, ngoại cảnh mà nó tác động để làm cho mình thay đổi. Ok, rồi cái tiếp theo để tôi đọc tiếp cái phần chú giải tiếp theo. Để cái paragu á, cái paragu ở đây nè, nó có nghĩa là đi qua bờ bên kia. Đấy, các vị còn nhớ cái câu thần chú mình có tông không? Gati gati para gati, rồi gì nữa, para sangati, rồi cái gì nữa, bu đi xóa xóa hạ. À, cái câu này nó hay vô cùng nè. Hãy đi đi, hãy lên đường, hãy sang bên kia, hãy qua cái bờ khác. Cái câu nó phải hiểu như vậy. Còn Việt Nam mình cứ là từ hồi bé đến 9 18 tuổi cứ đè ra là cứ là yên đế, đế ba la, yên đế có gì đâu, chứ mình không biết yên đế là cái gì, mà hỏi ra thì mà dám dịch, nó dịch chỉ nó không có linh. Cái câu này rất là hay. Câu này rất là hay, ngay cả trong cái tâm kinh mà có câu mà viễn ly điên đảo mộng tưởng, cái câu đó rất là hay nha. Cái câu đó viễn ly, cái câu nó rất là hay, nhưng mà mình cứ đọc hoài đọc mòn mỏi, mà mình gọi là mình ta mòn mỏi, mình là mòn cái mỏ đó, mà mình cũng không có hiểu cái viễn ly điên đảo mộng tưởng, mà đôi khi chính mình đó là mình đang điên đảo mộng tưởng, chưa hề nghĩ đến chuyện viễn ly. Ok, thì ở đây nó gọi là gắt tê cái tê ba ra cái tê ba ra sang cái tê bồ đề xoa ha, ý tê tê ba lấy đế ba la tầng ý đế bồ đề tát bà ha. Ok, thì cái chữ ba ra đây có nghĩa là bờ kia nha, cái chữ này nó có nghĩa là bờ kia. Cái đây có cái tay nào giỏi ghê thế. Để cho nên chữ Paragu ở đây nó có nghĩa là đi qua bờ bên kia. Cái chữ Paragu đây nó ám chỉ cho cái chi, cái Paragu đây nó ám chỉ cho nếp, cho nếp bàn nhé, là cái mà ở bờ bên kia rồi. Paragu để chỉ cho bờ bên kia. Vượt tôi đọc đang giải mà tôi quên rồi. Đứa bờ bên kia, bộ chữ bất động ở đây là gì? Chữ bất động ở đây có nghĩa là
Anicho đây, Anicho chữ Anicho ở đây đó, nó có một cái chữ đồng nghĩa nữa nha. Anicho á, khổ thiệt chứ, đó là Anicho, nó có nghĩa là bất động. À, bất động đó. Chắc chả đi thiếu rồi. Anicho thiếu một chữ anh là Anicho, giống như các vị thấy cái chữ Pali đó, chữ xanh nhô chanh á, thì nó bằng là cái chữ xăng vô chanh á nha. Xăng sự kỳ sao mình đánh ra gì đó, xăng nhô chanh á, hay là xăng vô chanh á, có nghĩa là cái kiết sĩ hay là cái triền phượt. Thì anh ni chô hay là anh ninh chô đây nghĩa là bất động. Bất động ở đây nghĩa là sao? Ở trong đây chú giải giải thích thế này, anh cái bất động ở đây nó có nghĩa là Abhagata Tanha Chalano, có nghĩa là miễn nhị, gọi là không có bị lung lay bởi tha mái nha, không có bị lung lay bởi tha mái. Abhagata Tanha Chalano, không có bị lung lay bởi tha mái. Bất động ở đây có nghĩa là không lung lay, không bị lung lạc, lung lay bởi tha mái. Cái này rất là khó nha, rất là khó, nhưng mà cái đây là cái tiêu chuẩn để một vị tỳ kheo tự tại thông dong, thanh thản giữa đời này. Bởi cái bất động như thế. Rồi tới cái một cái chữ nữa là chữ đoạn diệt các sở hành. Đây, đó. Chết được cái chữ này mà đã dịch lại cái các sở hành thì chết thì ta là thì đúng là hai bạn thì cái. Đây ở trong đây tôi định nghĩa thế này, cái phần mà trong bản dịch tiếng Việt để thế này là đoạn diệt các sở hành thiện xảo trong chánh trí ha. Thì ở đây đó tôi xin hỏi thiệt bà con nha, các vị có sao nói gì, các vị thấy cái chữ đoạn diệt nằm ở chỗ này đó, các vị có thể hiểu nó là động từ được không? Các vị hiểu nó là động từ hay là trạng từ hay là danh từ hay là tính từ, các vị cho tôi biết được không? Ai trả lời giùm tôi được hay không? Cái chuyện mà trong trong cái bản tiếng Việt Nam các vị có thấy không? Các vị còn sống ở đó không? Thấy đã chưa? Các vị nhìn có động trời hay không? Một người thì là vẹt, một người thì là động từ. Đó đúng rồi đó, hai cái đang được xem, nhưng mà các vị làm ơn ngó vào giùm tôi cái bản Pali đó nha, các vị ngó cái chữ Niro thá trong cái này không biết hữu vi pháp đó, hữu vi pháp rồi cái Niro đó là sự tịch diệt đấy, cộng chung lại hai chữ sankhara nirodha, là cái gì, là niết bàn vậy đó. Nó ác chỗ đó đó, nó ác cái chữ đó, nó khổ vậy đó. Mà trong khi cái chữ đoạn diệt cái đoạn bản tiếng Việt mình rõ ràng đó là cái mặt mũi của nó phải là ở đây có một cái nhân vật á dịch á dịch, nhân vật này biết là ai mà nó tào lao không có tưởng tượng được, mà cầu cho người này không phải là ông sư chứ, biết ông sư mà như vậy là chết rồi nha.
Ok, cái chữ sankhara đó ở đây nè, nó có nghĩa là hữu vi pháp, mà nếu rô thá là tịch diệt nhé, mà như vậy cộng thể là sankha, nếu rô thá có nghĩa là niết bàn. Rồi tiếp theo cái chữ gọi là chữ cú sa lô, đây có nghĩa là sao? Chữ, đây là một cái chuyện quan trọng vô cùng, cái chữ này nó hay vô cùng. Cái chữ cú sa lô này nó ở trong cái tiếng Hán thì là thiện. Bây giờ tôi xin hỏi bà con ở trong room này nè, các vị có thể trả lời bằng bằng cách gõ hai ba chữ thôi. Thí dụ như nó là hành thiện thì cái chữ thiện nó nghĩa là gì? Các vị trả lời cho tôi được không? Tiếng Anh hay là tiếng Việt cũng được, cứ viết ra đi. Nó hành thiện, một đời hành thiện thì chữ thiện nên nghĩa là gì? Nữa, tôi hỏi cái chữ thiện nghĩa là gì, tôi tưởng sao hỏi 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 ba là gì, nó ba là bố là chết rồi. Các vị hãy giải thích ba là cái gì cho nó rõ hơn chút, cho nó ba là bố rồi cũng như là xem. Bây giờ tôi nói là một đời ông ta hành thiện thì chữ thiện ở đây này cái nghĩa nó là chi? Tôi không hỏi đó, cái có cái nhân vật này này, cái nhân vật mà HCLP này hay nè, đó vậy đó, đó thấy chưa? Để cho tôi xin nữa, có ai cho tôi xin nữa để không? Tôi thích lắm, tôi thích cái chữ này lắm vậy đó, tôi thích lắm. Tôi nói này ra cái gì hết hồn luôn, hết hồn. Đó, một người là điều tốt, còn một người là good thing, còn một người là thiện là 10 phước lành. Ok, tôi báo các vị một cái tin vui và một cái tin buồn. Tin vui là sao? Cái tin vui là có nghĩa là sáng nay quý vị biết thêm được một điều nữa. Mà tin buồn là sao? Tin buồn có nghĩa là cái biết của quý vị từ đó về trật lắc. Cùng lúc hai cái tin. Tin vui là sáng nay quý vị sẽ học được một cái chuyện mới. Nhưng mà tin buồn là những cái chuyện, những cái biết quý vị về cái chuyện thiện này nó trật lắc là sao? Thì ra nó như thế này. Trước khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc nha, trước khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc thì người Tàu không hề có cái chữ hành thiện. Là vì sao? Là vì chữ thiện trong tiếng Hán ấy nó có nghĩa là khéo, như là thiện xạ đó. Chữ thiện là khéo chứ không thiện, không nghĩa là hiểu theo cái nghĩa đạo đức của mình bây giờ nha, làm ơn hiểu dùm cái đó đấy. Rồi đó, đến khi Phật giáo đi du nhập vào bên Trung Quốc á, thì nó mới cái nó trong cái hay mà nó lầu ra cái dở, cái chữ cú xá lá trong đạo Phật á nó có nghĩa là khéo. Anh Mỹ hay dịch là skill, Anh Mỹ hay dịch là skill. Đấy, cái chữ cú xá lá này nó còn một cái từ đồng nghĩa nữa, cú xá lá này nè, nó còn có một cái từ đồng nghĩa nữa là chữ cô. Lạ lùng gì, là cô xanh lá. Cô xanh lá hay là cú xanh lá đó đều có nghĩa là khéo. Đều nghĩa là khéo, và ở đây tuyệt đối là mang cái tính technique, chỉ mang tính, chỉ mang nghĩa là mang tính, chỉ mang nghĩa. Sao vừa nãy sao nghĩa technique. Không hề đấy, không hề, phải xài chỉ không hề đó nha, chỉ mang cái tích nước chứ không hề cái tích ở đây. Dạ thưa, dạ thưa, dạ thưa, tôi van xin các vị, tôi cầu khẩn các vị, cái chữ mà hành thiện ở đây đó nha, không nên dựa vào cái cuốn này nha, không nên nha, không nên dựa vào cái cuốn này. Bởi vì cái đây là cái chữ hành thiện hay là làm lành ở đây nè, là ở đây là người ta đã đi quá xa rồi,
nha. Và cái đây là một cách nói, cái định nghĩa của đời sau thôi nha, chứ cái nói về mặt ngữ nghĩa thì cái chữ này nó không hề mang cái nghĩa đạo đức ở đây. Nó không hề mang nghĩa đạo đức ở đây. Tôi giảng xong thì các vị cứ đi lục lạo nha, với cú xá lá không hề có một cái nghĩa thiện hay đạo đức gì đây hết, nó không hề nghĩa đạo đức gì đây hết, mà nó chỉ nghĩa là khéo khéo là sao, muốn vui thì làm điều tốt là đúng đó, muốn bị khổ làm điều xấu là đúng, nhưng không ai trên đời lại muốn khổ, nên khi ta muốn vui lại làm ác thì được gọi là bất thiện. Không biết tôi nói gì các vị có hiểu không? Muốn vui mà làm điều tốt là đúng, muốn bị khổ làm điều xấu là đúng, nhưng không ai trên đời này là muốn khổ. Có nghĩa là ai trên đời này cũng muốn muốn mình vui hết á, mà khổ một chỗ đó, nó kẹt ở một chỗ đó là ai cũng muốn mình được vui, không ai muốn mình khổ. Có một điều là ai phần lớn ai cũng thích làm chuyện tầm bậy nhiều hơn chuyện tốt đó. Cho nên Đức Phật ngày ra đời đó, ngày mới nói rằng hễ làm chuyện bất thiện là coi như là vụng, là không có khéo. Là vì sao? Vì ngài nói rằng các con ai cũng muốn vui chứ đâu ai muốn khổ, mà tại sao con làm ác? Vì mình làm ác thì nó dẫn đến chuyện khổ nha. Cho nên hễ con làm ác thì gọi là bất thiện, a cú xà lát. Cái chữ ác ở trong kinh Phật cái gọi là tà pát, nhưng mà tại sao Đức Phật ngài gọi là bất thiện? Là bởi vì ngài nói là 100% chúng sanh ai cũng muốn vui hết, mà hãy mở mà mình ai cũng muốn vui mà mình lại đều làm điều bất thiện thì làm cái điều xấu thì ngài gọi là nó là cú xả lát, đó là vụng, là sai bét nha. Mình muốn ấm mà mình lại lỡ mở máy sưởi, xin lỗi, mình muốn ấm mà lại mở máy lạnh, là muốn mát mà lại mở máy sưởi là tầm bậy nha, không có xài được. Mình muốn mát phải mở máy lạnh, mà muốn ấm là phải mở lò sưởi chứ. Chứ có ai mà muốn ấm á, thì mở máy lạnh, mà muốn mát thì mở là lò sưởi thì kẹt lắm nha. Thì trường hợp được gọi là không có khéo. Phải nhớ dùm cái đó. Cho nên ở đây đó là các vị nhớ dùm cái chữ thiện xảo trong thánh trí. Đây cái chữ thiện xảo là cái chữ chữ cú xả lát. Ở đây không có phải là thiện, mà chữ cú xả lát ở đây có nghĩa là khéo, là tinh thông. Chữ tiếng Mỹ nó gọi là skill. Làm ơn tra từ điển giùm tôi nha, trong đó giờ tôi già rồi, bắt tôi tra giùm là chết tôi rồi. Cho nên á, ở trong đây mới nói là Sankhara Niro tới nhà nó cũng sẽ là, có nghĩa là thiện xảo trong thánh thánh trí. Thánh trí thì tại sao gọi là thiện xảo trong thánh trí? Thiện xảo trong thánh trí là bởi vì cứ mỗi tầng thánh là một lần gì, cứ mỗi tầng thánh là một lần xuất hiện của trí thánh đạo. Bốn tầng thánh là bốn lần từ đó mới đó, là cái sự lão luyện hay là cái sự thiện xảo ở trong cái thánh trí, bởi vì cái nó xuất hiện tới bốn lần lại. Nó bốn lần vậy. Cái chỗ này thì bà con nào mà có cái ý mà nghe đạo nghe pháp, mà với cái ý mà theo cái kiểu mà cách hiểu mà đại chúng, thì nghe mấy chỗ này nhức đầu chết luôn, vì nó hơi chuyên môn nha, nó hơi chuyên môn. Còn ai mà học Atida thì nghe chỗ này nó đã lắm, là tại vì nó vừa hợp với cái mình biết. Còn ai mà chỉ nghe đi nghe đạo mà vì tò mò hoặc là nghe kiểu mà đại chúng thì nghe chỗ này nó hơi nhức đầu chút nha. Ok rồi, như vậy là cái chỗ này khi tôi đang giảng thì vì buồn ngủ lắm, nhưng mà khi mà xong gấp sách rồi tôi từ giã các vị rồi,
Các vị má là về mở ra à, chỗ nào ông cũng đã giải thích rồi, hết ở trong kinh chỗ nào cũng giải thích hết. Thanh tịnh và chiến thắng ở đây đó là không được, mà phải nói là chiến thắng một cách thanh tịnh. À, ai mà có cái mắc cơ đó làm ơn nha, và có cái bút chì làm ơn sửa lại cái chỗ này giùm. Chiến thắng một cách thanh tịnh có nghĩa là sự chiến thắng phiền não, kéo lên bức màn che kín là sao, là kéo lên cái màn của tham sân si. Rồi tự tại trong các pháp là sao, là sự tự tại trong, là cái sự tự tại trong cái nhận thức của bốn đế. Đến bờ kia là sao, là niết bàn. Bất động là sao, bất động là sự miễn nhiễm đối với tham ái. À, rồi cái còn hai cái này là nó sai tắc quát luôn. Đoạn diệt các sở hành mà thiện xảo trong chánh trí. Cái này mà đọc cái này mà hiểu được đó là thiệt tôi chết liền nha. Trong khi trong bản Pali nó sáng trưng như ban ngày vậy đó, có nghĩa là thiện xảo trong thánh trí, một câu một đủ rồi, một câu một thôi nhẹ. Người ta là nhẹ, người ta là một câu gọi là Sankhara ni Rodha nhà ná cú xà lô, một câu một rồi, gọi là thiện xảo hay là tinh thông, thiện xảo hay là thuần thục trong thánh trí. Là tại sao? Bởi vì mình thấy trong có gì thấy Pali một nơi mà tôi dịch một nẻo, phải không? Nhưng mà thật ra nó gọi là Sankha Nero Tha là Niết Bàn, mà nha nó là trí tuệ, mà trí tuệ trong Niết Bàn phải là thánh trí chứ không thể là phàm trí được. Còn cú sa lô là thiện xảo hay là thuần thục hay là tinh thông. Như vậy thì sankha đó nó ru thứ nhà nó cú sa lô là chỉ tinh thông trong thánh trí. Ok, chỉ còn cái vụ mà đoạn diệt các sở hành mà thiện xảo trong thánh trí thì kẹt quá nha. Rồi tiếp theo cái câu 373 làm ơn cho em xin nha. 373 đây, cái này còn tang thương nữa, cái câu này còn tang thương nữa. Cái này bản tiếng Việt chỗ này còn tang thương, bởi hồi nãy tôi có bói rồi, tôi có đoán rồi, tôi nói sáng nay ba đoạn này là đủ chết dịch rồi nha. Trong những thời quá khứ, trong những thời vị lai, cái vị nghĩ có chịu nổi hay không hả? Cái vị coi có chịu nổi hay không? Chết được. Cái ông thiên nhân này làm ơn cho tôi xin cái bản bản chú giải giùm được không hả? Ông cho tôi xin bản chú giải thì dùm được không? Các vị mà đọc được bản Bali chú giải, các vị mới thấy cái bản tiếng Việt của mình đó là mình phải xài cái chữ là tang thương ngẫu lục. Ok. Đây. Giờ uống miếng nước rồi nè. Nói khô cổ luôn. Ok. Bạn biết việc nè. Trong những thời quá khứ, trong những thời vị lai, trong khi đó cho tôi xin cái bản chánh kinh được không nha? Cho tôi xin bản tiếng Anh, tiếng bản chánh kinh được không? Alo, cho xin bản bản Pali, cho xin bản Pali của chánh tạng được không? Sáng nay cái chỗ này đó tôi không biết là còn đủ giờ, bây giờ nó đã là sáng nay tôi phải đi nè, đêm nay tôi đang ở bên Thụy Sĩ thì một lát tôi trở về Đức rồi. Rồi các vị đồng ý dòm chữ Pali giùm tôi nè, ati ti su anna gạch ti su cha pí hả cấp pa ti tô tích cho xuất thi bằng nhồ, có nghĩa là sao? Người có trí tuệ thanh tịnh rồi sao nữa, vượt qua được biến kế sở chấp. Nếu mà dịch chuyên môn đó, còn nếu mà dịch cái từ phổ thông nè, người có trí tuệ thanh tịnh tích cho xuất thi bằng nhồ, người có trí tuệ thanh tịnh atito, các cái chữ cấp ba tito đó thì mình phải chia hai nó ra là cấp ba cộng với atito cộng với atito
Thì cấp bá ở đây đó nó có nghĩa là gì? Ở trong tiếng Hán nó là pari, xin lỗi, trong Sanskrit chứ. Trong Sanskrit là canh bá. Là sao, hoặc là nó là canh sáng. Còn cái atito là cái sự vượt khỏi, sự vượt qua nha, sự vượt khỏi biến kế sẽ chấp, nghĩa là sao, tức là vượt khỏi các ý niệm. Cái câu phải dịch lại nè: bậc có trí tuệ thanh tịnh, bình tịnh là gì nữa, vượt khỏi các ý niệm vọng chấp trong gì nữa, trong các cảnh, cảnh chi ati số anh trong các cảnh quá khứ vị lai. Đó, cái đó là cái câu đầu tiên phải dịch vậy đó. Câu đầu tiên phải dịch lại như vậy đó: bậc có trí tuệ thanh tịnh vượt khỏi các ý niệm vọng chấp trong các cảnh quá khứ vị lai, có nghĩa là sao? Cái ý niệm vọng chấp đây là cái chữ cấp á. Là ảo tưởng hay là vọng niệm ở trong cái, hoặc là nó còn cái nghĩa nữa là giả định, giả định ước lệ mặc định cái gì nữa, giả lập luật, luật A tỳ đàm á, các bạn sẽ biết cái chữ này, cái chữ cấp cái giác. Thì cấp cái giá này là sao? Tỳ kheo không có được gọi là nhổ cỏ, cưa cây, đốn gỗ nha. Trong luật cấm, luật của Nam truyền ấy, cấm tỳ kheo không có được nhổ cỏ, cưa cây, đốn gỗ, làm chết đi một cây cỏ, gọi là bất cẩm thảo đó. Cỏ còn không giết nó gì là cây. Đó, luật Nam truyền nó vậy đó. Rồi kỹ một chỗ nữa là luật Nam truyền cấm không có cho vị tỳ kheo nhé, cấm không cho tỳ kheo khơi khơi mà cầm lấy một cái trái xoài, trái ổi mà ăn, bởi vì ăn như vậy là làm chết đi cái mầm sống của một cái, dầu đó là một cái sản phẩm nông nghiệp nhưng mà ít ra nó cũng là một cái mầm sống. Cho nên trong luật, cái luật Nam truyền nó quy định rằng nhé, trong những trường hợp như vậy đó thì vị tỳ kheo nên nên có một cái người sa di hay là có một người Phật tử ở bên cạnh đó, họ làm một cái nghi thức tịnh tác hay là tác tịnh đó. Tác tịnh đó có nghĩa là sao, là lấy cái dao gọt cái trái nó một một thẻo nhỏ xíu trên đó, gọi là cấp giác. Gọt một thẻo để làm cái gọi là làm cấp giác, nghĩa là sao, là giả định, giả định là mặc định với nhau, hiểu rằng cái trái này bây giờ nó bị tôi làm hư cái mầm sống rồi, bây giờ sư cứ là thoải mái đi, ngài cứ thanh thản mà ngự thiện đi, mà cứ dùng đi, không có gì ngại hết. Thì cái động tác đó được gọi là cấp giác. Và từ đây nè, từ cái duyên sự này nè, nó mới dẫn đến một cái chuyện thứ hai, đó là hôm nay tại Miến Điện những cái vị sa di hay là những cái, đặc biệt là cư sĩ thì nhiều hơn, những vị cư sĩ mà đi bên cạnh các cái vị sa di đó đó để mà giúp đỡ này cái kia trong cái nhu cầu sinh hoạt thường ngày đó, thì ở bên Miến Điện họ gọi là những cấp giác. Nó đặc biệt như vậy.
để chỉ cho những cái vị này nó làm giúp cho những vị tỳ kheo những cái việc như vậy, nó gọi là làm cái việc giả định như vậy đó, làm cái việc giả định đó. Cho nên tại sao tôi phải nói mênh mông là bởi vì cái chữ cấp bá này nó mở ra nhiều vấn đề lắm. Tức là mình đang nói về A Di Đà, mình nhảy quên tạng lực cũng là cái chữ đó. Chữ cấp bá này có nghĩa là cái sự ước định, xin lỗi, cái sự ước lệ hay là mặc định hay là giả định hay là giả lập này, một cái ý niệm vọng niệm, một ý niệm giả lập hay là một cái vọng niệm. Tôi thích xài cái chữ chữ giả niệm hơn, giả niệm hay là cái vọng chấp. Vượt qua những ý niệm giả lập về các cảnh quá khứ vị lai, có nghĩa là sao? Ngày xưa tôi sướng quá, ngày xưa tôi từng sống ở đây ở kia, hoặc là nhớ chuyện cũ. À, ngày hôm qua tôi gặp bà Tám, gặp ông Tư, gặp má tôi, gặp ba tôi, học trò tôi gặp thầy tôi. Ngày hôm qua tôi ở chỗ đó vậy đó. Thì đó được gọi là sống ở trong cái giả niệm về quá khứ. Còn sống ở trong cái giả niệm về tương lai là sao? Là những cái plan hay là những cái chương trình hay là những cái dự kiến, dự tính, dự tưởng cái gì rồi tháng sau tôi làm cái gì, rồi năm tới tôi làm cái gì. Cho nên trong kinh Pháp Cú có cái câu thế này: giờ mùa mưa ta ở đây rồi, sang năm chí tiếp ngày hè sang, người ngu cứ thế mơ màng không hay nguy hiểm kia đang đợi chờ. Là một vào một cái ngày kia, Thế Tôn cùng với Ngài A Nan đi du hóa độ sinh ngang qua một cái bờ sông, có một cái ngày hai thầy trò nhìn thấy một cái chiếc ghe lớn chở hàng đậu ở bên cái bờ sông đó, và ông chủ thì coi như ổng đang ngồi trên thuyền ăn uống vui vẻ lắm. Thì Đức Phật nhìn ngài là một người bậc đại giác mà người thấy thế, nó hiểu biết mọi chuyện hết. Ngài mới vào một gốc cây, ngài ngồi, ngài nói Ngài A Nan á, ngài nói hãy đi đến chỗ cái chiếc tàu đang đậu đó, nói với ông chủ ghe đó, nói là Thế Tôn sư phụ của tôi, đạo sư của tôi muốn gặp ông chút, nghe gặp ông chút được không? Thì ngày anh ấy nghe như vậy thì đi đi xuống bến gặp cái ông chủ ghe đó. Ngày anh ấy mới nói y chang như vậy, ngày nói là sư phụ của tôi, đạo sư của tôi nó có cái ý muốn gặp ông chút, ông nhín chút thì giờ ông lên gặp ngài đi, chỉ có lợi cho ông chứ không có gì đâu. Thì cái ông chủ ghe em nghe vậy thì ông cũng sửa soạn đại khái rồi ông tính hậu Đức Phật. Thì Đức Phật ngày mới giảng cho ông nghe thầy pháp, ông đắc tu đà hoàn. Ông đắc tu đà hoàn xong rồi đó thì ông mới sẵn cái Đức Phật ngày mới cho ông biết là ông chừng sống có 7 ngày nữa thôi. Thì ngày cái nói cho ông nghe cái câu kệ đó là: giờ mùa mưa ta ở đây rồi, sang năm tiếp ngày hè sẽ, người ngu cứ thế mơ màng không hay nguy hiểm kia đang đợi chờ. Có nghĩa là ngài đi ngang cái bờ, hồi nãy ngài đi ngang thấy cái bên, đi ngang cái bến tàu ấy, ngài thấy ông ngồi trên trên đó, ông tính là bây giờ mùa mưa nè, mình không có đi đâu xa được đó, mùa đông thì nó lạnh quá, thôi bây giờ mình neo ở đây mấy tháng đi, rồi khi nào nó khô khô khá khá rồi đó cái mình mới đi là điểm A mình mua hàng, cái đem bán ở điểm B, rồi mua hàng điểm B đem về điểm C. Ông ngồi ông tính như vậy nó mà ông không biết là ông gần chết rồi nha. Cho nên mình đối với một cái hình cái người mình sống trung đạo rốt ráo thiết tha đó, phải là sao? Phải là cái người sống hết mình cái từng giây hiện tại. Là bởi vì thì có một chuyện thế này, tôi bây giờ tôi có một cái pháp môn thế này, đó là buồn cách mấy, giận cách mấy, cứ nhớ hoài một câu, vui buồn cứ nhớ hoài một câu, thời gian đang trôi, cứ nhớ như vậy. Đó là một pháp môn mà tôi gọi là watching meditation. Watch rồi cái gì nhỉ? Watching meditation. Meditation có nghĩa là cái pháp môn nhìn đồng hồ. Watching trong tiếng Anh nó có 2 chữ thôi. Cái pháp môn nhìn đồng hồ có nghĩa là pháp môn gì? Thay vì người ta quán hơi thở, thay vì người ta quán sự chết, thay vì người ta quán bất tịnh, thay vì người ta quán tà lưa hết, mình không cần. Mình chỉ ngó vô cái đồng hồ mình thôi. Watching meditation có nghĩa là cái nhìn cái đồng hồ mình thấy cái kim gió nó có đi và nó không, nó chỉ đi tới và nó không có đi ngược bao giờ hết, nó chỉ đi tới thôi. Thì đó là một cái pháp môn rất là hay, rất là hay. Khi nào buồn giận cái gì đó thì cứ nhớ vậy, mọi cái plan của mình. Và tôi kể vì nghe một câu chuyện mà tôi học được trong trong kinh thánh đó, là Đức Chúa Trời không bao giờ biết cười. Cách duy nhất để chọc cười
Đức Chúa Trời là kể cho Ngài nghe những dự tính của mình. Đấy, đây là cái cách duy nhất để chọc cười Đức Chúa. Bởi Đức Chúa không, Đức Chúa Trời không bao giờ biết cười. Mà cái cách duy nhất mà để làm Đức Chúa Trời mỉm cười đó là phải kể cho Ngài nghe những cái dự tính của mình. Cũng giống như một đứa bé mà 4 tuổi mà nó thỏ thẻ, nó kể cho ông nội nó nghe những cái plan của nó sau này, thì đố với ông nội nào mà không cười. Không có tưởng tượng được là nó tào lao như vậy nhé. Nó đi học là còn phải chờ nhờ người lớn chở, mà bây giờ nó nói những cái dự kiến tương lai của nó, làm sao ông nội nó không cười được. Đấy, thì đối với một bậc bậc đại giác, thì khi mà Ngài nghe những cái plan của mình đó, thì Ngài biết rõ là mình sống được bao lâu, và Ngài biết được cái duyên phước quá khứ mình nó cho phép mình làm tới đâu, Ngài biết chứ. Cho nên cách duy nhất để chọc cười Chúa Trời là hãy kể cho Ngài nghe những cái dự tính của mình. Ở đây cũng vậy, thì đối với một cái vị mà đại trí đó, thì các vị đó không có bị cái quá khứ nó tác động buồn vui, và cũng không để cho những cái tương lai nó tác động buồn vui. Nói như vậy không hề có nghĩa là không hề có nghĩa là mình quên bẵng quá khứ, dạ, và đẩy tương lai sang một bên xài đẹp. Hiểu học thì học đạo, hiểu đạo của nó chết. Quá khứ nó có giá trị khi nó là một bài học, là một kinh nghiệm hay cho hiện tại. Và tương lai cũng vậy, nó cũng là một cái gì đó rất là hay nếu mà nó là cái động lực, động cơ cho cái hành động hiện tại. Các vị nghe kịp không? Các vị có nghe kịp chỗ này không? Quá khứ nó sẽ có giá trị rất lớn nếu mà nó hỗ trợ được cái gì đó, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp cho hiện tại. Và tương lai cũng vậy, nó cũng chỉ có giá trị khi nào nó là động cơ, động lực cho cái hiện tại, thì lúc bây giờ nó mới được kể là giá trị. Còn bằng không, cái bài kinh này nhắm đến cái chuyện gì? Nhắm đến cái chuyện là mình sống trong cái cấp bách, sống trong cái giả niệm, tiếc nuối về quá khứ, tiếc nuối về tương lai, thì trong trường hợp đó là không nên quá khứ. Cái quá khứ và cái vị lai mà được biết đến trong cái hoàn cảnh như vậy, trong cái tâm cảnh như vậy, trong cái tâm thái như vậy là không tốt. Ok, và cái quá khứ và tương lai nó chỉ có giá trị khi nó có, nó là một cái động cơ, động lực, nó tác động tích cực cho cái giây phút hiện tại của mình. Ok. Thì cái người như vậy đó, cái người như vậy đó được gọi là cái người có khả năng du hành một cách chân chánh giữa đời này. Và chưa hết đâu, trong đây còn giải thích tùm lum hết nè. Hôm nay giải thích những cái hay lắm, mình nói đi dài nên bây giờ nó còn nửa tiếng ngủ được. Để cười đây, sắp bà cho ta ni hí quyết tầm mất tù này, nó còn có cái đó nữa. Sắp bà cho ta ni hí là cái chi? Sắp bà cho ta ni hí, khoan, nó còn có cái này nó mới chết rồi chứ. Cái chữ, các vị có thấy cái chữ a tích chá không? A tích chá xuất thi Pano, mình dịch tắt á, mình dịch tắt á là mình dịch là tịnh trí, gọi là trí tuệ thanh tịnh, mình dịch là trí tuệ thanh tịnh. Đấy, dịch cho đủ thì phải tách rời chữ á tích chá ra riêng. Chữ áp tích chá ở đây là sao? Chữ áp tích chá ở đây các ngài định nghĩa thế này là thành ra gì? Áp thách tây văn và cái gì nữa? Tích cá mặt tị tích cả mắt tí có nghĩa là vượt khỏi ba thời sinh tử. Vượt khỏi ba thời sinh tử là sao? Mười hai duyên khởi được kể theo ba thời như sau.
Vậy là ai mà học học đạo mà học theo cái cách hiểu đại chúng là cái chỗ này ngủ đã luôn mà. Bởi mà mốt cứ cứ đem cái màn sẵn mà nhưng bữa nào mà nghe tôi giảng tới mấy chỗ này là bên nằm ngáy pho pho đã luôn nha. Ok, kể ba thời như sau: vô minh và hành thuộc thời quá khứ. Đấy, rồi cái gì nữa? Sanh lão tử thuộc thời vị lai. Rồi cái gì nữa? Từ thức đến đâu? Đến hữu thuộc hiện tại. Như vậy, đấy, như vậy vượt khỏi tam thế sinh tử có nghĩa là phá nát vòng tròn duyên khởi. Đó, cái giải thích mình cho nó rốt ráo là cái thích như vậy đó. Biết nãy giờ các vị có đọc hay không? Các vị phải có ít nhất là 5 cái bản đồ về giáo lý. Thứ nhất là cái bản đồ về lỗ tâm, process of the mind. Thứ hai là cái bản đồ về lỗ sắc, là process of the matter, sắc pháp. Cái thứ ba đó là cái duyên, một cái bản tấm, cái diagram cho cái gọi là dependent origination, tức là bản đồ về duyên khởi. Và cái thứ tư á là cái bản đồ về duyên hệ, gọi là conditional relation nha. Bốn cái đó, một cái bản đồ về lỗ tâm ở trong internet có process of mind. Hoặc là mai ha, bản đồ lỗ tâm. Thứ hai là cái bản đồ về sắc pháp, nó cũng có trong đó. Cái thứ ba là cái bản đồ về dependent origination. Để tự ta nói cho mình nghe mình biết. Rồi một cái nữa là cái biểu đồ về duyên duyên hệ nhé, gọi là conditional relation. Đó, bốn bản đồ này, bản đồ về tâm, bản đồ về vật vật tức là sắc pháp, rồi bản đồ duyên khởi và bản đồ duyên hệ. Cái thứ tư là duyên hệ. Tìm hiểu về Phật giáo Nam tông mà không biết mấy cái này là không được. Quý vị trong đây có lẽ với Bắc tông thì nhiều ha, cho nên nói, mà nếu tôi nói đó là Nam tông là nguyên thủy thì quý vị nổi điên lên, cho nên tôi tránh, tôi không nói, tôi chỉ nên là Nam Bắc thôi. Thì Phật thì dĩ nhiên có Nam Bắc, nhưng mà chỉ có con người mới có Nam Bắc. Nhưng vấn đề là nếu mà tôi là quý vị, tôi sẽ dành thời giờ để tôi nghiên cứu một ít. Là vì sao? Là vì ít ra mình cũng phải biết tò mò một chút chứ. Tại sao kinh điển Pali, kinh điển bên Bắc tông chỉ có bản tiếng Hán, có bản tiếng Tây Tạng thôi, tiếng Nhật, bản tiếng Nhật thì dịch từ tiếng Hán, bản tiếng Triều Tiên cũng dịch từ tiếng Hán. Chỉ có mấy bản độc lập, tất nhiên bản tiếng Mãn Châu Lý này, hay là mà Khiết Đan Tây Tạng thì họ dịch từ tiếng Phạn, mà maybe thôi chứ nó thể dịch từ tiếng Hán nữa. Mà tại sao kinh điển Pali bên Nam tông lại còn cái nguyên tác bản Pali, và đáng lẽ còn có cả nguyên tác của cái commentary nữa, tức là chánh tạng đã có là thấy ngon lành rồi mà ta còn có cả cái bản Pali của commentary nữa, trong khi bên kia không có. Mà cứ ăn là cứ đè nó ra chữ tiểu thừa là tiểu cái gì mà vậy mà không chịu. Xin lỗi, lộn, cái thứ tư là duyên hệ. Trời đất ơi, cái thứ tư là duyên hệ. Cứ tìm hiểu tới coi, tìm hiểu tới coi tại sao mà kinh điển nó còn nguyên vậy, mà là sao. Cứ tìm hiểu đi nha. Rồi. Cái gì nữa mất tiêu rồi, không biết. Cái chữ Atikya thì có nghĩa là gì đấy, có nghĩa là tức tiêu kia là
áp tháp tây văn là ba thời, áp tháp là thời gian, áp tháp tây văn là ba thời, áp tháp tây văn tích cả mít ba. Rồi bây giờ cái bạn tiếng sắp ba giáp tân ni hí quyết bằng mô tô. Ở đây chỉ cho 12 xứ nha, đây chỉ cho 12 xứ, đây chỉ cho 12 xứ. Thì chữ cấp ba chữ tô nó hay vô cùng tận, nó hay vô cùng tận nha, nó hay vô cùng tận. 12 xứ đây là sao? 12 xứ đây có nghĩa là, không biết tôi nói các vị còn nhớ không? Toàn bộ thế giới này có thể kể thành 12 vấn đề. Đó là sáu cái biết và sáu cái bị biết. Tôi nói các vị nghe kịp không? Sáu cái biết và sáu cái bị biết. Sáu cái biết có nghĩa là cái biết của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý. Ý nghĩa là cái mai của mình á, cái mai của mình á. Rồi đó là sáu cái biết, còn sáu cái bị biết là gì? Đó là những gì mà mình có thể nghe được, có thể thấy được, có thể ngửi được, có thể nếm được, có thể sờ chạm được và có thể suy tư nghĩ tưởng đến được. Nè, thì làm ơn nghĩ là giùm tôi trong cái hành tinh này gồm 7 tỷ người và vô số động vật sinh vật trên đó. Thì làm ơn tìm cho tôi thử một cái gì trên đời này, kể cả các là trăng sao hoa lá tinh tú thiên thể trên trời, mặt trăng mặt trời, thì sao Hỏa sao Kim gì đó, thì tất cả không có cái gì nằm ngoài con số 12 này hết. Tôi nhắc lại, thí dụ như bây giờ mặt trời nó xa quá thì mình cũng còn thấy nó được, nó vẫn là cảnh sắc đúng không, và mình nhắm mắt lại mình cũng vẫn có thể nghĩ về mặt trời được mà, như vậy thì nó thuộc về cảnh pháp đấy. Mà chưa kể là mình có thể cảm nhận được mặt trời là qua cái sức nóng của nó nữa, đó là mình biết được cái sự tồn tại của mặt trời thông qua xúc giác, thí dụ như vậy, ví dụ như vậy. Và ngọn núi Everest nó cao thiệt đó, nhưng mà mình vẫn có thể nhìn thấy nó, mình vẫn có thể nghĩ về nó được đấy. Rồi cái gì nữa? Cái cây bút máy đang nằm trước mặt quý vị bây giờ trên bàn ấy, cái cây bút máy, cái cây đó đó, cái cây bút đó đó, trước mắt nếu mà mình lấy mắt mình nhìn nó đó thì nó là cảnh sắc, mình lấy ngón tay mình gõ vào nó mình nghe tiếng động đó, thì đó là cảnh thanh, mình lấy mũi mình ngửi nó đó thì nó là cảnh khí, mình biết nó bằng cái lưỡi đó của mình thì nó là cảnh vị, mình lấy tay mình sờ nó lúc bây giờ nó là cảnh xúc, mà mình luyện nó ra ngoài bàn, đừng đụng đừng nghĩ thấy gì hết, nhắm mắt lại luyện nó ra là nhắm mắt lại nghĩ về nó thì lúc bây giờ nó là cảnh pháp. Nghe kịp không? Các vị có nghe kịp cái này không? Alo. Tức là toàn bộ cái hành tinh này đó, cái nào mình không thấy được thì mình có thể nghe được, không nghe được thì mình cũng ngửi mùi được, mà không ngửi mùi được thì mình cũng cũng dùng lưỡi nếm nó được, mà không nếm nó được thì mình cũng sờ chạm được, mà cái nào không thấy nghe ngửi nếm đụng được thì tối thiểu mình cũng có thể dùng cái đầu của mình để mình suy tưởng về nó, nghĩ tới nó, lưu ý quan tâm cho nó. Như vậy thì toàn bộ thế giới này từ những cái hữu hình đến vô tướng tất thảy đều là cái bị biết hết. Mà ở đây đó gọi là sắp ba cho tanh đi quyết tâm tô giải thoát khỏi 12 xứ là sao, tức là giải thoát khỏi 12 cái này nè, giải thoát khỏi sáu cái biết và sáu cái bị biết là sao. Đấy, cái vấn đề nằm ở chỗ này, có nghĩa là mình không có bị sáu ngoại cảnh nó chi phối đúng không, mình không bị sáu ngoại cảnh chi phối đã đành rồi đó, thì cái này dễ hiểu á, không bị sáu ngoại cảnh chi phối, nghĩa là không có bị những cái hình ảnh âm thanh rồi mùi hương gì nó chi phối mình, thì đó được gọi là cái sự giải thoát khỏi sáu ngoại xứ. Còn giải thoát đó chính là cái tấm thân này, mình muốn cho nó đẹp, mình cứ mong cho nó khỏe, nó đẹp,
muốn cho nó sang, cho nó sạch, cho nó mảnh bao vân vân. Mình nghĩ nhiều với cái cục thịt này là thì gọi là sự, là gọi là cái sự chìm đắm ở trong trong sáu nội sự. Bởi vì được gọi là thân xác con người đó, nói cho nó sang vậy thôi, chứ kỳ thực cái thân xác con người mình nó chỉ là cái sự tổng hợp, nó là một cái composition của cái gì, của sáu căn. Các vị nghe kịp không? Tức là nếu con người mình đó, mà mình chẻ ra đó, thì nó gồm, nếu mình chẻ ra ra theo cái theo những gì mà tôi vừa nói đó, mình chia ra sáu phần. Cái phần nào thuộc về mắt mình để qua bên, cái gì thuộc về lỗ tai mình để qua bên, cái gì mũi mình để qua bên, cái gì thuộc về lưỡi mình để qua bên, còn cái phần toàn phần còn lại nó đều thuộc về xúc giác hết nha. Ngay cả cái lưỡi của mình khi nào mà nó biết đắng chua mặn ngọt béo bùi thì lúc bây giờ nó là chi, nó là cơ quan thần kinh vị giác. Tôi nhắc lại, cái lưỡi của mình á, cái cục thịt mà lắc lơ lắc lẻo trong miệng mình á, khi nào mình dùng nó để biết các vị, để mình biết các cái vị đắng chua bùi ngọt béo cay đắng, thì lúc đó nó gọi là nó là cơ quan thần kinh vị giác. Nhưng trong một cái trường hợp nào đó mà khi mình cắn cái lưỡi đau quá, thì lúc bây giờ nó, cái lưỡi lúc bây giờ nó không phải là cái cơ quan, cái biết mà đau đó, nó không phải là cái cơ quan vị giác nữa, mà lúc nó là cơ quan xúc giác. Các vị nghe kịp hay không? Đấy, nó độc đáo cho nó. Giống như hồi nãy tôi nói cây viết, cái cây viết trước mặt mình nó cùng một lúc là sáu cảm được hết, thì cái lưỡi mình cũng vậy. Cái lưỡi của mình đó, khi nào nó mình dùng nó để biết các cảnh vị, mình dùng cái biết mấy cái test thì lúc nó đó nó là cơ quan thần kinh vị vị giác. Nhưng mà khi mình bị đau đớn, nó bị lở, bị đèn, thì lúc bây giờ nó trở thành ra là một cái cơ quan thần kinh xúc giác, từ trên đầu mình xuống tới gốc chân, chỗ nào cũng là mình đau, con mắt mình cũng vậy. Khi mình nhìn thì mình nhìn bằng cái thần kinh thị giác, đúng. Khi mình nghe thì nghe bằng thần kinh thính giác, đúng. Khi mình ngửi bằng thần kinh khứu giác, đúng. Nhưng mà những chỗ đó khi mà nó bị đau nhất thì lúc bây giờ nó đều trở về với cái gọi là thần kinh xúc giác hết. Thấy kịp không? Như vậy thì khi mình thương lấy tấm thân này cũng có nghĩa là mình đang ôm ấp sáu nội xứ, bởi vì tấm thân này của mình chính là chỗ gặp nhau của sáu nội xứ. Và như vậy cái người giải thoát khỏi 12 xứ thì không có nghĩa là mình phải chọt cho mù mắt, mình cắt lưỡi, mình làm cho tai điếc mắt mù, không phải, mà là mình thu thúc không để cho sáu cảnh trần nó bắt mình phải khó chịu, bất mãn, bất toại. Mà mình cũng không để sáu cảnh trần nó khiến cho mình phải đam mê đắm đuối được cái gì hết, thanh thản nhìn ngắm nó là nó, không thêm bớt gì hết. Nè, dĩ nhiên ngay lúc này là không nổi đâu, mình cứ tập dần tập dần tập dần tập dần. Bởi vì sao? Vì sẽ có một ngày mình hiểu ra rằng tại sao tôi thích cái đó, ảo giác. Tại sao tôi ghét cái đó, ảo giác. Và tôi biết tôi nói cái này bà con rất là sốc, mà tôi vẫn nói, đó là mình cưới nhau không phải là vì mình hiểu nhau, mà vì mình hiểu lầm nhau. Phải nói như vậy. Mình cưới nhau không phải là vì mình hiểu nhau, mình cứ nghĩ là tri kỷ tri âm rồi mình lấy nhau mình thấy hạnh phúc. Thật ra đó, hiểu nhau thêm một chút nữa đi, không lấy nhau nổi đâu. Tôi xin bảo đảm. Hiểu nhau ba má thì còn thấy là tri âm tri kỷ, chứ hiểu thêm chút nữa là nó lạnh nhìn sống, nó hết dám cưới. Cho nên tôi nhớ có cái bà đó, bà lấy cái cô gái đó, có lấy chồng. Cô lấy xong mà ông chồng cứ say sưa riết, rồi bà mới, cô mới khóc. Cô nói hồi xưa thấy anh chè chén, em buồn. Mà em nghĩ chắc lấy nhau rồi anh về anh bỏ rượu, bây giờ lấy về anh vẫn uống rượu như ngày xưa, uống còn hơn nữa. Thì lúc anh đang lè nhẹ anh nghe thì anh nói bà biết không, ngày xưa do mê bà quá tôi bị say tình cho nên tôi lấy bà, nếu hôm nay mà bà cấm tôi say rượu nữa thì tôi chỉ còn nước bỏ bà thôi. Ngày xưa tôi lấy bà vì say tình, mà hôm nay sống được với bà là nhờ say rượu nha. Mà nếu mà bây giờ chứ cái say tình bây giờ hết rồi, say tình là mới quen, chứ bây giờ nó hết say tình rồi, bây giờ phải mượn tới cái say rượu mới mới mà không bỏ bà. Hoặc như cái anh chàng nó, anh ra một quán bar anh kêu rượu, anh kêu bia anh uống, cái mỗi lần anh kêu anh uống vô một tách rượu thì anh giặt cái túi áo anh nhìn vô đó một cái, sau rồi anh kêu tiếp một cốc bia nữa anh uống, mà mỗi lần anh nốc xong cốc bia anh giặt túi áo rồi anh coi cái gì trống, rồi anh kêu tiếp một cốc nữa. Thì cái anh bồi bạn mới ngạc nhiên hỏi chứ tại sao mà mỗi lần ông uống xong một cốc bia đó thì ông lại giặt cái túi áo ra là sao. Ông nói tôi uống gì nào mà tôi thấy bà vợ tôi đẹp thì tôi về, chứ bây giờ tôi về tôi ớn quá ớn rồi. Uống gì nào mà thấy bà ok rồi tôi về, thấy cái mặt đó nó mà thấy được tôi về.
Nói vậy có nghĩa rằng thì là mình lấy nhau không phải, mình đừng tưởng lầm là mình hiểu nhau, nàng là một nửa của tôi, nàng là cái cộng xương sườn số 7 của tôi, nàng là tri kỷ tri âm của tôi, hai đứa cùng nhìn về một phía vân vân, không phải. Vì một chút hiểu lầm nào đó cho nên mình mới thương nhau, ok. Ráng nhìn rõ một chút thì chạy mất dép, ok. Chạy mất dép thì tất cả, với tất cả mọi xứ, tức nghĩa là được giải thoát khỏi 12 xứ là giải thoát như vậy đó, chứ không phải là giải thoát 12 xứ là mình tự tử hay là khoét mắt khoét tai, không phải nha, mà là vẫn dùng nó mà bằng sự thanh thản. Cái đó mới hay đó, thì vẫn dùng nó, Đức Phật vẫn có đủ 12 mà mình vẫn dùng nó này có nghĩa là 12 xứ đó, mình vẫn dùng như Đức Phật vẫn dùng 12 xứ. Nhưng 12 xứ của Đức Phật đó là sao, là phương tiện cấp thiết tối yếu. À, còn sống ở đời thì còn dùng vậy thôi. Còn mình thì sao? Mình dùng 12, mình dùng 6 căn để thưởng thức 6 xứ, 6 cảnh, hoặc là bị để bị đọa đày, hoặc là để hưởng thụ, thì như vậy nó trở thành cái gánh nặng cho mình rồi, ok. Rồi tiếp tục, đó là cái bài kệ tiếp theo, đó là biết rõ được pháp cứu. Chà, cái vụ này mới mệt. Cho tôi xin cái bài kệ tiếp theo được không? Cho tôi xin phần cơm sáng nào giảng con khúc này, để biết rõ được pháp cứu, chứng tri được chánh pháp, thấy được sự mở rộng. Đó, cái này mới mệt. Cái vụ này mệt chữ. Ok, các vị biết không, tôi không có làm khó quý vị đâu, tôi chỉ đề nghị một điều thôi, phải đọc thẳng bản chánh kinh. Nếu thấy bản tiếng Việt, cái bìa khoan nói chuyện này trước, học đạo mà chỉ nghe mấy ông sư nói mà không biết cái nó ở nằm ở kinh nào, đó là cái bẫy thứ nhất, nghe không? Tức là chỉ biết nghe mấy ông sư nói thôi chứ không biết cái nó nằm ở kinh nào, đó là cái bẫy thứ nhất. Cái bẫy thứ hai là nếu chỉ học cái chánh kinh mà không học chú giải đó, thì mình hiểu không nổi nha, mình hiểu không nổi. Cho nên đó là bắt buộc mình đọc chánh kinh rồi cũng phải biết cái đọc chú giải. Mà chú giải tiếng Việt Nam mình đó, thì mình thấy có nhiều bản dịch, nhưng mà theo tôi đó thì tôi nghĩ tối thiểu cũng nên biết đọc một ngoại ngữ, nó không có mất thời giờ nhiều lắm đâu quý vị. Tiếng Thái đó quý vị nếu mà ròng rã một năm đọc hiểu, tiếng Miến Điện thì cứ cho nó gấp đôi đi, 2 năm mà phải ròng rã nha, chỉ kiểu vừa vừa giã gạo vừa bồng em thì tôi nghĩ có nó chắc 8 kiếp cũng chưa có xong đâu nha. Cho nên phải chuyên chú ròng rã sống chết với nó đấy. Tiếng Miến Điện là phải gấp đôi 2 năm. Còn tiếng Bali tôi nghĩ chắc theo tôi biết thì chắc không dưới 10 năm, mà cho nó cứng không dưới 10 năm. Bởi vì lý do rất đơn giản, có gì hết á, lý do nó rất đơn giản, đó là cái sách đời đó, những cái ngôn ngữ, xin lỗi không phải sách mà là ngôn ngữ đời đó, là mình có cái cơ hội để mà mình thực tập rất là nhiều. Mình muốn đi mình tiếng Mỹ thì mình đã gần người Mỹ, tiếng Đức mình đã gần người Đức, không rồi sách báo tivi tùm lum internet, rồi tiếng Đức tiếng Anh tiếng Ba Lan, rồi tùm lum ở trên báo, trên sách đã tùm lum. Và riêng tiếng Malay chúng ta chỉ có một nguồn duy nhất, đó là kinh Phật đấy, nó kẹt. Chúng ta có nghe ai nói tiếng Malay bao giờ? Rồi còn nói theo cái từ trong nước là tiếp xúc văn bản. Để tiếp xúc văn bản là ở đâu? Chỉ có một nguồn là kinh Phật. Rồi xử lý văn bản, cái từ ở trong nước xài là xử lý văn bản gì đó, thì cũng chỉ là kinh Phật. Trong khi những ngôn ngữ khác á, thì mình muốn giỏi nó có nhiều cái điều kiện ghê lắm, mình có nhiều cái hoàn cảnh, bối cảnh, môi trường, điều kiện nha. Mà riêng kinh Phật thì hơi khó, khó chỗ là chúng ta phải có cái đam mê. Mà cái niềm đam mê trong kinh Phật nó rất là trừu tượng, nó rất là tâm linh nha. Trong khi mình muốn giỏi tiếng Đức nó dễ lắm, mình cứ đi qua Đức mình ở, rồi qua bên Đức thì thôi có sẵn cớ đi du lịch, rồi có bạn bè đàn đúm, rồi bia rượu, rồi thắng cảnh tùm lum tà la đủ thứ hết. Bên Đức nó có nhiều trò rất là vui, rất là hay, rất là thú vị, rất là hấp dẫn, ok. Còn cái kinh Phật thì sao, vùi đầu vô là chỉ có 4 bề là núi Vũ Mây Phong thôi, không có gì hết. Chỉ kinh Phật trùng trùng bóng hiền, bóng dáng thánh hiền thì coi như là trừu trừu tượng, lạnh lẽo quá, xa xôi vời vợi nha.
Cho nên là làm sao làm ráng dành thời giờ trao dồi một tối thiểu là một ngoại ngữ nào đó. Ok, bây giờ là mình biết rõ được pháp cú. Tại sao mà nãy tôi không chịu giảng mà tôi bắt cái gì đi một vòng? Bởi vì cái chữ pháp cú ở đây nè, đấy, ở trong cái chữ Pali ở đây đấy, đây có cái này là anya giác, tức là sau khi hiểu biết. Biết cái gì? Hiểu biết cái Pa Đăng. Cái Pa Đăng ở đây nó có nhiều nghĩa lắm. Pa Đăng này nó có nghĩa là câu, mà nó cũng có nghĩa là con đường. À, mà nó cũng có nghĩa là nơi chốn. À, nó kẹt chỗ đó, nó còn có nghĩa là nơi chốn nữa đó. Cho nên nó mình thấy trong cái bản tiếng tiếng Đức á, họ dịch là nơi chốn. Hồi nãy gấp quá tôi không có tìm ra bản tiếng Anh, tôi chỉ thấy bản tương ưng thôi, chứ bản 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 kinh tập Sutta Nipata tôi không thấy, mà tôi thấy bản chỉ có thấy bản tiếng Đức thôi. Thì cái chữ tiếng Đức ở đây họ xài chữ he he là cái linh, là giống như holy gì đấy, là linh thiêng, là thiêng liêng đấy. Thì cái vị đó thấy được cái gì? Thấy được cái gì? Thấy được cái bốn đế, thấy được bốn đế, thấy được bốn đế, thấy được bốn đế, thấy được cái cảnh giới thiêng liêng của bốn đế, nghĩa là bước vào được cái có cái tầm hiểu biết về bốn đế. Rồi cái thứ hai nữa đó là bản tiếng Việt kia là cái gì không biết. Chứng tri được chánh pháp, cái chữ samicca đây có nghĩa là cái sự yên tĩnh, cái sự yên samê tí, từ cái chữ samê tí, tĩnh làm cho lắng dịu, làm cho lắng dịu, cho lắng dịu, lắng dịu bằng bằng cái gì? Bằng 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 cách là chứng ngộ tứ thánh đế, bằng cách chứng ngộ tứ đế với gì, với thánh đạo. Cái này là người học sơ cơ nghe nè, nó điếc con rái luôn nha, điếc con rái, điếc con rái luôn. Có nghĩa là bây giờ cứ ghi chú đi, bây giờ các vị cứ ghi chú, trong lúc đang giảng cái này đó thì mà quý vị mình cứ nghe giảng lúc này thì phê lắm, nhưng mà cứ về còn là một mình đối bóng đèn khuya đó ha, mình ngồi mới dò dò, à chỗ này không giải thích vậy thì tự nhiên nó ráp nó ra. Thì còn bây giờ tôi chỉ giúp quý vị là những chú thích những chữ khó thôi nha, chú thích những chữ khó thôi. Rồi một cái nữa thì ngài Minh Châu ngài mới dịch là cái chữ chi, thấy được sự mở rộng, cái này mới mệt mỏi nữa. Cái quý quá tăng ở đây là gì? Cái quý quá tăng ở đây là gì? Đó là đấy, cái thế giới này nó là xá đăng. Hồi nãy quý vị còn nhớ cái chữ quý quá tách xá đô hay không, là sự vén màn che, còn nhớ cái chữ quý quá tá này nè. Quý quá tát đó là cái màn che, quý quá tát đó là cái màn che. Quý quá tăng, anh na quá tăng, bà cả ta, anh na quá tăng. Quý vô tăng như xóa là bà hè đó.
chế độ vi vật tá là cái màn che. Vi vật tá là cái màn che. Ở đây đó chúng ta thấy đó, cái thế giới này đó, chúng ta bị nhiều thứ ngăn ngại lắm. Hồi nãy tôi có nói phiền não là một thứ ngăn ngại. Rồi cái gì nữa? Nghiệp quả cũng là một thứ ngăn ngại. Chỉ có niết bàn, chỉ có niết bàn nằm ngoài mọi ngăn ngại. Có nghĩa là sao? Cái ngăn ngại đấy thì hiểu ngăn ngăn là chặn, ngại là cản trở ha. Ngăn chặn cản trở là sao? Mang thân người thì có những cái điều kiện sinh hoạt mình không có được thoải mái như là chư thiên, đó là cái thứ nhất. Rồi dục thiên tức là các cái vị trời cõi dục thì làm sao mà họ được thoải mái như là phạm thiên. Phạm thiên ta chỉ sống bằng thiền, còn mình còn thích cái này giận cái kia, thấy không? Cho nên ta cũng nghe ở cõi dục thì mình thấy rõ ràng cái loài động vật, cái loài thấp kém như con này con kia thì nó thua con người, mà con người thì lại thua các vị dục thiên, mà các vị dục thiên thì lại thua các vị phạm thiên, mà phạm thiên cõi hữu sắc thì lại thua các vị cõi vô sắc. Mà rồi thì sao nữa? Cõi vô sắc thấy họ thanh thản nhất, nhưng mà họ vẫn còn có cái chỗ họ đam mê, họ bị vướng bận nặng nề, họ còn thích thú ở trong cảnh giới của họ, cho nên họ cũng vẫn không bằng một vị thánh. Đó là nói về cái vừa là nghĩa là cái nghiệp đó, nó cũng là một thứ ngăn trở, mà cái phiền não cũng là một thứ ngăn trở. Chỉ có niết bàn mới hết ngăn trở thôi, thì vị đó thấy rõ cái đó, thấy rõ tất cả những ngăn trở đó. Để tu tập như thế nào để mà mốt chứng ngộ niết bàn, không còn bị để cái đời sống mình không còn bị giới hạn trong những ngăn trở nữa. Các vị có biết không, có rất là nhiều lần cái chữ lực bất tòng tâm đó, tôi thấm thía đến tận cùng. Tôi chỉ mong có một chuyện thôi, ước gì bây giờ mà tôi đừng có đói ăn khát uống, tôi đừng có đói khát. Đó là mơ, cái ước thứ nhất. Cái mơ thứ hai là tôi có thể đặt chân đến bất cứ nơi nào tôi muốn, thì như vậy tôi không cần đến nhà cửa chùa miếu quan hệ với ai hết, không cần ơn nghĩa gì ai hết, không cần nhận lãnh của ai hết. Tôi chỉ mong là cái bụng tôi nó đặt đặt sạch, đừng có ruột phèo gì hết. Nên là mong cho cái bụng tôi nó giống như cái bắp đùi tôi vậy đó, với cái xương gân với thịt thôi. Có lúc tôi chán quá tôi mong vậy đó, đừng có mà ơn nghĩa nhận lãnh gì của ai hết. Mà tôi mong làm sao như con chim này, tức là muốn đi đến đâu thì đi, nhưng mà làm sao chỉ nó không được, điều đó điều bất khả, lực bất tòng tâm. Và chính tôi thấy tôi bị trói buộc, tôi bị hạn chế trong rất là nhiều thứ. Chỉ có một quãng đường 5 cây số thôi mà gặp trời nắng là đi không nổi, một quãng đường có 2 cây số thôi mà trời đổ tuyết xuống đi không nổi. Đời sống này nó là mình bị ngăn trở với rất là nhiều thứ, phiền não nó ngăn trở mình đã đành rồi, mà cái tấm thân này của mình nó cũng ngăn trở mình nữa. Cho nên cái vị đó thấy rõ được tất cả mọi cái ngăn trở, thấy rõ được cái gì là mở và cái gì là đóng. Có thấy như vậy đó thì mới làm bậc thánh được. Còn như mình nhiều khi mình bị nhốt mà mình không biết, mình giống như mấy con cá kiển mà bị nhốt ở trong cái chậu chậu kiến ấy. Mình không có ngờ được là mình đang bị tù nha. Sappupatthi năng parikkhaya tí, ở đây có nghĩa là sao? Ở đây có nghĩa là vị đó chấm dứt toàn bộ những cái sự trói buộc của cái gì, sự trói buộc của năm quẩn này, của năm dục này, của phiền não này, và rốt ráo nhất là sự hiện hữu của các hành. Ở đây các ngài cho mình biết bốn thứ sanh y, bốn thứ sanh y. Cái chữ upatthi ở đây nè, giảng xong này cho bà con đi ngủ, tôi cũng không có ham gì mà nói tới giờ này nha. Là những điều kiện
tiên viết cho dòng sinh tử hả? Gồm gồm chi? Gồm quẩn nè, rồi cái gì nữa? Gồm năm quẩn nè, rồi cái gì nữa? Rồi sáu gì? Năm quẩn rồi, năm năm dục lạc nè, rồi cái gì nữa? Rồi mười cái phiền não này, mình muốn kể mấy cũng được, kể ba hay mười cũng được. Rồi kể ba đi, ba phiền não nè hả? Rồi tới cái cuối cùng là hành. Hành thì không có cần kể số, cái ba là hành. Hành hành ở đây có nghĩa là cái sự là danh sách đó, hành ở đây là danh sách, nói chung rồi đó, hành đây là danh sách nói chung. Thì chấm dứt sanh y, cái này nghĩa là chấm dứt mấy cái này này. Thí dụ như Bồ Tát Tất Đạt mà ở dưới gốc Bồ Đề đó thì sao, là ngài chấm, ngài cắt đứt. Cắt đứt cái gì? Là ngài cắt đứt cái gì? Ngài cắt các năm quẩn nó còn không? Còn chứ, ngài thành Phật năm quẩn còn. Rồi năm dục lạc thì sao? Khi thành Phật rồi thì cảnh đời ngài biết, nhưng mà đối với ngài lúc bây giờ năm mấy cảnh, cái gì mà ngài thấy nghe ngửi nếm đụng lúc bây giờ nó không còn là cái cảnh mà cảnh dục lạc đối với ngài nữa, mà nó chỉ là cảnh danh sắc bình thường thôi nha. Rồi ba phiền não ngài còn không? Dứt khoát là không. Rồi cái gì nữa? Rồi cái gì nữa? Các hành ngài còn không? Còn. Ngài còn hành, ngài còn danh sắc. Như vậy thì ở đây mình nói niết bàn gồm có hai, niết bàn gồm có hai là hữu dư, hữu dư niết bàn hả, sự chấm dứt hay cắt đứt. Cắt đứt cái gì? Cái gì kiếm giùm đi, kiếm giùm coi cái gì gồm cắt đứt ba phiền não. Chỉ vậy thôi, ba phiền não. Và nếu là thánh tứ quả thì miễn nhiễm năm trần. Vô dư niết bàn là sự chấm dứt các sanh y còn lại. Biết ghi gì có việc có hiểu không ta? Bốn thứ sanh y là quẩn, dục, phiền não và hành. Thì giờ ghi gì có việc có nghe không? Chấm dứt các sanh y, trời đi các sanh y thì viết vậy đó. Các sanh y còn lại. Các vị tự tính là được không? Sanh y thì gồm có bốn là quẩn sanh y, phiền não sanh y nhé. Đây coi, dục quẩn thì quẩn sanh y, dục lạc sanh y, phiền não sanh y và chư hành sanh y. Thì ở đây tôi mới định nghĩa là niết bàn gồm có hai là hữu dư và vô dư. Cái hữu dư niết bàn á, thì nó chấm dứt ba phiền não. Và nếu là thánh thánh hữu học, chết rồi, thánh hữu học chứ, thánh hữu học sao mà thánh tứ đế? Nếu là thánh tứ quả chứ lộn, thánh tứ quả. Nếu là thánh tứ quả, rồi rồi ta thánh tứ quả mà cứ bị sửa là thành thánh tứ đế, tôi chịu thua nha. Thánh tứ quả thì miễn nhiễm năm trần, còn vô dư niết bàn là chấm dứt các sanh y còn lại. Sanh y là vậy đó. Ok rồi, bữa nay là giảng vừa xong, giảng vừa xong là cái bài kinh này. Và tôi nhắc lại về đọc kỹ cái bài kinh này, tôi viết gì mấy câu này: đọc kỹ nhiều lần để hiểu vì sao kinh này được chọn
để nói cho kẻ nặng về dục tính. Đó. Kinh sao đó, kinh sao đó là để dành cho người nộ tính. Kinh sao các vị nhớ kinh gì hay không? Kala ha quý và đấy, kinh sao là kinh ngày mai đó nha, nhưng mà có khả năng thôi, có khả năng có thể là ngày mai này, có khả năng là ngày mai này nè, không biết là tôi có thể thôi, có thể tôi về bên đó và nó trục trặc về internet đó, thì có thể là ngày mai là biết sáng mai có giảng được hay không, nhưng mà để tôi tận lực nha, để tôi tận lực. Ok, xin chào bà con, là nếu có chữ tăng xin đến lễ chữ tăng. Idam me nhati nan po tu sukita hon tu nhat yo. Idam me nhati nan po tu sukita hon tu nhat yo. Idam me nhati nan po tu sukita hon tu nhat yo. Idam me punyang asuwa kaya vahang Idam me punyang nibbanassa paccayo hotu. Mamang punya pagang sabbasattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.